lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, Tô Yên, sở hướng nam. chương 551, đánh nhau. Lâu doanh vừa nghe bảo cô ta đến thăm Tô Duy, lập tức biểu môi chị, còn đi xem anh ta làm gì nữa, nếu như không phải do anh ta phát điên thì hai chúng ta cũng sẽ không gặp phải kiếp nạn này. Chị đã hỏi xa thành nghị rồi, anh ta nói Tiểu Duy có chuyển biến tốt, nhưng chị cảm thấy bất an, Tiểu Duy gần đây cũng quá an phận rồi, em đến xem chị mới yên tâm chuyện xảy ra bất thường chắc chắn phải có lý do của nó. Lâu Doanh vẫn các khớp tay nói, được thôi, nếu cậu ta còn dám làm trò ma quỷ, em nhất định sẽ đánh cậu ta đến nỗi cha mẹ đều nhìn không ra. Đối với tình thân, Lâu Doanh rất lạnh nhạt, nhưng ân oán cũng rất rõ ràng. Chiều hôm đó, Lâu Doanh gọi Bạch Phi Minh cùng nhau đến bệnh viện tâm thần. Tô Yên định nghỉ ngơi, Chu Kiệt lại tới. Chu Kiệt lịch sự chu đáo, mang theo giỏ hoa quả tới, Tô Yên đã khỏe hơn chút nào chưa? Ừm, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu cả chu quan tâm. Tô Yên mỉm cười, khách khí nói, thật ra chân của cậu cả chu không tiệt, không cần tới cũng được. Tiện đường thôi, chu Kiệt nói, tôi đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, tiện đường đến thăm cô thôi, tổng giám đốc lục đâu. Lục Cận Phong không có ở trong phòng bệnh, đã đi tiến bọn Hạ Phi. Đi ra ngoài rồi, Tô Yên nửa đùa nửa thật nói, người nhà tôi là một cái bình giấm, khi ấy lúc tôi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy lại là cậu cả chu, đâm ra anh ấy buồn bực không vui mấy ngày liền. Lục Cận Phong quan tâm tới Tô Yên, Chu Kiệt hiểu rõ, anh ta cũng là một người thông minh, nghe hiểu ý nói của Tô Yên. Tô Yên hy vọng hai người giữ khoảng cách với nhau, ngay từ đầu cô cũng đã trực tiếp nói rõ, trong chuyện tình cảm cô không bao giờ dây dưa không dứt khoát. Đây là điều mà Chu Kiệt thích, cũng là điều mà anh ta bất đắc dĩ. Tôi hiểu rồi, Khóe miệng Chu Kiệt tỏ ra chua xót, tôi còn có việc phải đi trước, cô nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Nói xong, Chu Kiệt xoay xe lăn rời đi. Tô Yên nhìn bóng lưng cô đơn của Chu Kiệt, trong lòng đột nhiên cảm thấy không vui. Cô làm vậy có tuyệt tình quá không? Chu Kiệt trượt xe lăn, lúc đến cổng bệnh viện, gặp Tô Vân đang vội vã đến. "Anh cả." Tô Vân có chút lo lắng, chạy qua giúp anh ta đẩy xe lăn. Sắc mặt Chu Kiệt trầm xuống, cô đến bệnh viện làm gì? còn muốn hiến ân cần với lục cận phong những chuyện ngu xuẩn thừa nước đục thả câu lúc trước của tô vân chu kiệt đều biết hết anh cả em hiện tại làm sao có thể để ý đến lục cận phong nữa tô vân lo lắng nói cha đã nói sẽ đưa ngân ngân cho nhà họ sở rồi anh cả em chỉ có thể tới nhờ anh thôi ngân ngân chính là mảng của em không thể giao cho sở hướng nam được bọn họ cũng sẽ không đối xử tử tế với ngân ngân cha nghe lời anh nhất anh giúp em có được hay không đưa ngân ngân đi Chu Kiệt trước đó thật đúng là không biết chuyện này, anh ta không ở nhà họ Chu, sống một mình ở bên ngoài. Ừm, chính miệng cha nói vậy, ông ấy còn nói, đã bàn trước với Sở Hướng Nam rồi, tuần này sẽ mang con bé đi. Biết rồi, tôi sẽ về nói chuyện với cha. Chu Kiệt hiểu cha mình, đưa con bé đi, sợ chỉ là cái cớ để mình đạt được lợi ích lớn nhất mà thôi. Bỏ qua sự ngang bướng cố chấp của Tô Vân, thì bất kể là từ năng lực giao tiếp đến dung mạo của Tô Vân đều rất có lợi cho tập đoàn Chu Thị. Cảm ơn anh cả, Tô Vân rất cảm kích. Audio điện tử võ tấn bền Đúng lúc này, sở hướng Nam cùng Vạn Linh San đi từ trong bệnh viện ra, Vạn Linh San vừa biết được chuyện mình trúng độc, nên khi nhìn thấy Tô Vân, lập tức liền chĩa mũi nhọn vào Tô Vân. Vạn Linh San tiến lên, ném một cái tát vào mặt Tô Vân cái tát bất thình lình khiến tô vân trở tay không kịp ôm mặt cô dám đánh tôi tôi đánh cô đấy làm sao vạn linh san nổi giận đùng đùng tô vân có phải cô hạ độc tôi không tâm tư của cô thật đúng là ác độc bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát để cảnh sát bắt cô đi cho cô vào tù cái tát vô duyên vô cớ lời nói của vạn linh san càng vô duyên vô cớ hơn chu kiệt cũng bị bà tai bất thình lình này làm cho choáng ngây một chút bỗng sắc mặt chợt trầm xuống vạn linh san cô coi nhà họ chu tôi là cái gì người nhà họ chu tôi há là để cho cô muốn đánh thì đánh sao có chu kiệt che chở hơn nữa tô vân cũng không phải là bóng đèn tiết kiệm nhiên liệu sắn tay áo lên liền tắt lại một cái cô là con điên à tôi đã đầu độc cô cái gì hai mắt vạn linh san trừng lên so với cái gì cũng to hơn cô đánh tôi đánh cô thì đánh cô làm sao còn cần chọn ngày chắc tô vân cũng chừng hai mắt lên hai mắt chừng lên nhìn cũng không hề yếu thế khí thế tuyệt đối không thể là cái đầu tiên thua được sở hướng nam đứng ở một bên bên nào cũng không có giúp càng không lên tiếng làm cho vạn linh san hoài nghi tô vân anh ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vạn linh san tức giận hét lớn sở hướng nam anh còn đứng đấy làm cái gì tiện nhân này đánh vợ anh anh còn không tới hỗ trợ tô vân cũng hét lên cô là vợ anh ta tôi còn là vợ cũ của anh ta đây bị điểm danh sở hướng nam cũng không thể ở một bên xem náo nhiệt, cao mày gian dậy Tô Vân. Tô Vân, mau xin lỗi Linh San đi, trước kia cô hãm hại Tô Yên, bất hòa với Tô Yên thì cũng thôi đi, nhiều lắm là đánh lộn cãi nhau, nhưng bây giờ cô hạ độc Linh San, đây là giết người, cô vì tranh giành tình cảm, vì níu kéo tình cảm của tôi, làm sao có thể phát điên đến mức như vậy, cô tự mình đi đầu thú đi, tôi cùng Linh San còn có thể tranh thủ khoan hồng cho cô lời nói của sở hướng nam khiến tô vân và chu kiệt mù mịt mơ hồ hạ độc giết người đây không phải trò đùa mà đem ra đùa giỡn chu kiệt biết nước tính trước kia của tô vân cũng không chắc chắn được tô vân có phải thật sự làm như vậy hay không chu kiệt hỏi tiểu vân có phải cô đã làm chuyện này không anh cả em căn bản không biết anh ta đang nói cái gì em chưa từng làm gì hết tô vân giải thích cô ta nhìn sở hướng nam nói nếu tôi vì anh mà hạ độc chắc đầu óc tôi có bệnh mất rồi tôi yên nói rất đúng trên đời này nhiều đàn ông tốt như vậy tôi việc gì cứ phải nghĩ đến anh chứ đừng nói là vì anh mà hạ độc sở hướng nam không vui tô vân cô còn dám ngụy biện buổi sáng cô còn mới gọi điện thoại cho tôi đây được lắm còn dám giấu tôi quyến rũ chồng tôi cô là thứ phụ nữ không biết xấu hổ vạn linh san vừa nghe xong càng tức giận hơn tôi gọi điện là nói chuyện ngân ngân với anh tôi sớm đã bị tôi yên mắng cho tỉnh rồi sở hướng nam, anh thì là cái thá gì, cũng chỉ là loại ăn bám vợ mà thôi, còn là loại hám tài, lúc trước anh đến với tôi là vì thân phận con riêng nhà họ chu của tôi, bỏ tôi yên cưới tôi, hiện tại lại bỏ tôi cưới vạn linh san, anh chính là cái loại đàn ông ăn bám vợ. Lời nói của Tô Vân chọc trúng chỗ đau của sở hướng nam, sắc mặt sở hướng nam trong nháy mắt trở nên đặc biệt khó coi, thẹn quá hóa giận, liền giơ tay muốn đánh Tô Vân. Chu Kiệt lạnh lùng nói, sở hướng nam, Cậu dám động vào người nhà họ Chu tôi thử xem." Lời này khiến Sở Hướng Nam thật sự không dám đánh tiếp. Thế lực nhà họ Chu, nhà họ Sở thật đúng là rất kiêng kỵ, hơn nữa trong lòng Sở Hướng Nam còn có một loại tự ti, chính là tự ti khi làm con riêng, anh ta ẩn nhẫn khắp nơi mới có ngày hôm nay, cũng đã quen với ẩn nhẫn. Vạn Linh San thấy Sở Hướng Nam sợ hãi, để anh ta ra, dưới cơn phẫn nộ, thốt ra lời nói, thật sự là vô dụng. Tôi làm sao lại tìm phải kẻ vô tích sự như anh cơ chứ? Tô Vân, anh ta không dám động đến cô, nhưng lão nương đây cũng không sợ cô đâu. Cái này nhà họ Vạn nhất định là có. Vạn Linh San nói xong trực tiếp động thủ với Tô Vân, hai người cứ như vậy đánh nhau ở cửa bệnh viện, kéo tóc, kéo váy, cào mặt, hai người đều là người nóng tính, lại không chịu nổi thiệt thòi. Cuối cùng tất cả đều được đưa vào đồn cảnh sát. Chương 552: Tiêu hủy chứng cứ một phân cục ở đế kinh. An Hinh vẫn chờ từ sáng đến giờ, chờ đến buổi chiều mới gặp được An Minh. Trước đó An Minh vẫn không chịu An Hinh. An Hinh ngồi trong phòng thăm viếng, cô có chút khẩn trương, sợ hãi, hai tay nắm chặt, từ đáy lòng cô rất sợ An Minh. Trước đây hai người nhìn nhau không vừa mắt, cũng thường xuyên chỉnh nhau, đùa mấy trò quái ác vân vân. An Minh có một lần ném cô cho Lý Văn, cũng chính là lần đó, cô và Lý Văn mới biết nhau, Tôi Yên đánh Lý Văn một trận mới bình an mang cô đi. An Hinh nghe thấy tiếng cửa mở ra, hô hấp nhất thời căng thẳng, giống như một con thỏ nhỏ bị kinh hãi, hoảng sợ nhìn An Minh được dẫn vào. An Minh thu hết phản ứng của An Hinh vào mắt, trong lòng đau đớn. Cảnh sát nói, "Chỉ nửa giờ, có gì nói thì nói nhanh lên." Nói xong, cảnh sát đi ra ngoài. Trong phòng thăm chỉ còn lại hai người, trên đỉnh đầu có camera giám sát. Nhất cử nhất động của hai người đều bị người bên ngoài tùy thời quan sát. An Minh giật giật khóe miệng, cười rất xấu xa, ngồi xuống, em sợ tôi như vậy, còn tới làm gì nữa? Cha vì chuyện của anh mà ngất xỉu nằm viện, trong mắt An Hinh hàm chứa ý hận, nói tôi không muốn tới chút nào, cũng không muốn cứu anh, anh hại Lý Văn thiếu chút nữa mất mạng, An Minh, anh quả thực chính là một tên điên. Nếu đã biết tôi là một tên điên vậy thì cút cho tôi đừng tưởng rằng tôi không biết làm em muốn xem tôi thảm hại chật vật như thế nào an minh cười nhạo một tiếng xin lỗi nha cái này không như ý muốn của em rồi còn về phần lão già kia chuyện của ông ta không liên quan gì đến tôi ông ta tức chết thì càng tốt an minh an hình tức giận hét lớn cho dù không phải cha ruột của anh nhưng cũng đã nuôi dưỡng anh nhiều năm như vậy có ân dưỡng dục với anh thậm chí giao công ty cho anh anh không thể vong ân phụ nghĩa như vậy đó là vì ông ta nợ tôi, ông ta phải bồi thường cho tôi, mà em nghĩ lão tử đây thèm khát cái công ty rách nát của ông ta lắm sao. An Minh chống hai tay lên mặt bàn, ánh mắt lạnh như băng, ông ta hại cha mẹ tôi, để tôi nhận tên trộm làm cha, ông ta có ân với tôi hả? Hả, nếu không phải vì em, tôi đã sớm đưa ông ta xuống địa ngục rồi. Nỗi hận nồng đậm trong mắt An Minh khiến An Hinh kinh hồn bạt vía, khiến cô hoàn toàn không nghĩ kỹ câu nói cuối cùng của An Minh. Trong câu đó, chứa đựng tình yêu được tách ra từ hận thù. Sao lại như vậy? Trong hốc mắt An Hinh lóe ra nước mắt trong suốt, cha là thật lòng đối xử với anh mà. Đừng nói với tôi mấy cái này nữa." An Minh ngắt lời cô, túm lấy tay cô, ánh mắt đau đớn, "Tôi tính toán tất cả mọi thứ, nhưng lại duy nhất không tính đến việc bỏ lỡ em." Sự đụng chạm của An Minh khiến An Hinh càng thêm sợ hãi, càng sợ hãi, cô càng buồn nôn. Đây cũng là phản ứng khi mang thai cô vẫn chưa kịp bỏ đứa bé này phản ứng của an hinh rơi vào mắt an minh khiến trong lòng anh ta càng đau đớn rốt cuộc em bị sao vậy có phải em không ánh mắt an minh dừng lại trên bụng an hinh là tôi thấy anh ghê tởm nên muốn nôn thôi an hinh hất an minh ra cách anh ta xa xa cô âm thầm hít sâu vài hơi nhìn chằm chằm an minh nói tôi có thể để nhà họ lý rút đơn kiện nhưng anh phải rời khỏi đế kinh không được làm hại lý văn nữa không được tìm lý sâm gây sự cũng không được làm tổn thương cha, tôi cũng không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa." Mối chữ của An Hinh giống như một cây kim đâm vào chỗ đau nhất của An Minh. "Em yêu thằng nhãi kia rồi sao?" An Hinh không nói gì. An Minh cười lạnh, "Bảo vệ thằng nhãi kia như vậy, xem ra là yêu thật rồi, đúng rồi, anh ta có biết em đã là người phụ nữ của tôi rồi không? Lần sau gặp lại, tôi phải nói chuyện với anh ta, nói em ở dưới thân tôi đã phục vụ tôi, cầu xin tôi như thế nào?" Vô Liêm Sỉ, An Hinh tức giận tát An Minh một cái, "An Minh, anh chính là tên bị bệnh thần kinh, anh dám nói thêm một chữ với anh ấy thì tôi sẽ giết anh." An Hinh càng bảo vệ Lý Văn, trong lòng An Minh càng tức giận. An Hinh nói xong những lời này liền muốn rời đi, An Minh gọi cô lại, "Tôi hứa với em, chỉ cần em có thể cho tôi ra ngoài, tôi sẽ rời khỏi Đế Kinh." "Thật sao?" An Hinh gấp gáp muốn chấm dứt tất cả những cơn ác mộng này. An Minh nhìn An Hinh, đột nhiên cười nếu đây là điều em muốn vậy thì tôi sẽ thành toàn cho em nụ cười của an minh khiến an hinh rất bất an nhưng bây giờ cô chỉ muốn an minh rời đi muốn trở về bình yên cũng không nghĩ nhiều như vậy làm gì được quyết định vậy đi an hinh rời đi nụ cười trên mặt an minh lập tức biến mất đồn cảnh sát cảnh sát nhìn người nhà họ chu cùng nhà họ vạn náo loạn đầu đều có chút đau đám người này giúp bên nào cũng sai giúp bên nào cũng không được không ai nguyện ý làm. Cảnh sát cố gắng hòa giải, Tô Vân và Vạn Linh San căn bản đều không nghe, có thể nói đạo lý với phụ nữ sao. Vạn Linh San một thân chật vật, đầu tóc rối bời, trên cổ đều có vết chảy xước, tôi muốn kiện Tô Vân, cô ta hạ độc tôi, đây là báo cáo kiểm tra của tôi, bác sĩ đều nói là tôi bị hạ độc, là bị người ta hạ độc. Tô Vân cười lạnh, tôi thấy cô thật đúng là chúng độc không nhẹ, làm tổn thương tới đầu óc rồi, cho nên nói chuyện mới không cần đầu óc như vậy, tôi hạ độc cô á cười chết người ta rồi cô còn không thừa nhận chính là cô hạ độc tôi vạn linh san nói với cảnh sát có kẻ giết người ở đây anh còn không quan tâm giết người là chuyện lớn cảnh sát chắc chắn quan tâm vạn linh san có báo cáo kiểm tra hạ độc là đúng sự thật nhưng nói tô vân hạ độc mình cái này hoàn toàn là không có căn cứ chỉ có thể nói tô vân nằm trong diện tình nghi mà thôi hai người bất hòa lại là mối quan hệ giữa vợ cũ và vợ hiện tại, hai người cũng không phải là lần đầu tiên đánh nhau, trước đó còn lên tin tức, lần này sợ là lại phải dành một tiêu đề rồi. Tô Vân có động cơ, được liệt vào danh sách nghi phạm đầu tiên, cảnh sát tiến hành điều tra vụ án, Chu Kiệt cũng không nói được gì, chỉ có thể phối hợp điều tra. Tô Vân cảm thấy oan uổng chết đi được, Chu Hoàng Long cũng bị kinh động không thôi. Lấy lời khai xong, Chu Hoàng Long đưa người về. Vạn Linh San không cam lòng trên đường trở về với Sở Hướng Nam, liền chút giận với anh ta. Sở Hướng Nam, tôi là vợ của anh, vậy mà anh cũng không giúp tôi, anh cũng là đàn ông sao? Sắc mặt Sở Hướng Nam âm trầm, Vạn Linh San, cô náo loạn đủ chưa, tôi là chồng cô, không phải chó mà cô nuôi để cô thích gọi là phải đến, cô đánh là phải đi, Tô Vân hại cô, cô đi mà tìm Tô Vân ấy, chút giận với tôi làm cái gì, cô thật đúng là không bằng Tô Vân biết ôn nhu săn sóc. Đây là Sở Hướng Nam cố ý ở trước mặt Vạn Linh San khen Tô Vân, đem hai người so sánh với nhau, làm cho Vạn Linh San càng thêm hận Tô Vân, cắn Tô Vân không buông, khiến cho hiềm nghi của Tô Vân càng tăng lên. Cô ta tốt như vậy thì anh đi mà tìm cô ta, xuống xe cho tôi. Vạn Linh San một khi phát cáo liền như vậy, trực tiếp đẩy Sở Hướng Nam xuống, anh còn không bằng con chó, chó còn biết trung thành, anh nhiều lắm cũng chỉ là một con lợn giống, khắp nơi gái gú chọc tức tôi mà thôi. Nói xong, Vạn Linh San đóng cửa xe lại, trực tiếp lái xe đi. Sở hướng nam đứng tại chỗ sừng suốt nửa ngày, phụ nữ bây giờ đều bị làm sao vậy, tính tình càng ngày càng nóng nảy. Trước kia Tô Vân chỉ là con cừu nhỏ ôn nhu hiền dịu, chuyện gì cũng đều nghe theo lời anh ta, vậy mà giờ cũng đột nhiên chuyển tính đổi nết. Thế nào mà tính tình cả người đều trở nên giống Tô Yên rồi? Sở hướng nam nén giận, đi gọi điện thoại, mẹ, mẹ mau thu dọn đống thuốc cho sạch sẽ, vạn linh san đã biết mình bị trúng độc rồi chương 553, giã tâm của Tô Duy. Lúc trạng vạng tối, Lâu Doanh cùng Bạch Phi Minh đến bệnh viện tâm thần. Cả hai không trực tiếp đến gặp Tô Duy, mà âm thầm quan sát. Mấy ngày nay, Tô Duy biểu hiện rất tốt, viện trưởng kêu người cởi trói cho cậu ta, bắt đầu thả cậu ta ra ngoài đi dạo. Lúc này Tô Duy đang gấp hạt giấy trên bãi có của công viên, và Trương Mộng đang ngồi ở bên cạnh cậu ta. Tô Duy chỉ còn lại một tay, nên rất lâu cũng không thể gấp được một con hạt giấy, cười khổ nói, mộng mộng, sắp đến sinh nhật của em rồi, anh vốn định tặng em một ngàn con hạt giấy, nhưng nhìn như thế này, e rằng không thể hoàn thành được rồi. Trương mộng nghe xong cảm thấy rất đau lòng, nắm lấy ống tay áo bên trái trống rỗng của Tô Duy, không sao, miễn anh có lòng là được, không cần phải gấp đâu. Mỗi ngày Trương mộng đều đến thăm Tô Duy, cô ấy không biết tại sao mình lại thích Tô Duy, công việc của cô ấy là đuổi tiểu tam, giúp vợ cả tìm được bằng chứng người chồng ngoại tình. Cô ấy biết rõ bản chất của đàn ông, cũng không tin đàn ông, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tô Duy, cô ấy lại có cảm giác rất khác. Các đường nét trên khuôn mặt của Tô Duy rất thanh tú, nhưng lại lộ ra vẻ bướng bỉnh khó thuần, có một loại sức hấp dẫn trời sinh. Tô Duy không có cánh tay trái đã khơi dậy sự đồng cảm của Trương Mộc, khiến cô ấy càng đau lòng cho Tô Duy hơn. Tô Duy giơ tay chạm vào mặt Trương Mộc, em gầy đi nhiều quá sau này em đừng tới đây nữa dáng vẻ của anh hiện tại đã như thế này em còn tới đây làm gì em trẻ tuổi lại xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ có những lựa chọn tốt hơn em không ngại trương mộng kéo tay của tô duy chỉ cần anh đừng đuổi em đi em sẽ rất vui vẻ đúng rồi em mang sushi tới cho anh là em tự làm đó trương mộng lấy hộp cơm ra trong đó có hộp cơm và sushi do cô ấy tự tay làm em đối xử thật tốt với anh cho tới bây giờ cũng chưa có ai đối xử tốt với anh như vây tô duy cảm động nói trước kia lúc anh nằm viện chị anh thường xuyên mang đồ ăn cho anh nhưng từ ngày chị ấy kết hôn với lục cận phong thì cũng không còn quan tâm tới anh nữa nhắc tới tô yên trong lòng trương mộng cũng có chút oán hận anh là em trai cô ta vậy mà cô ta không thèm để ý tới anh lại còn đưa anh tới nơi này em phải đi tìm cô ta để nói lý lẽ để cô ta buông tha cho anh vốn dĩ anh không hề có bệnh mộng mộng em đừng đi tìm chị anh anh không muốn phá hỏng quan hệ tình cảm của chị ấy với anh rể làm cho bọn họ thù ghét nhau tô duy thở dài nói chỉ cần chị ấy sống tốt anh ở lại chỗ này cũng không sao cả như vậy sao được lục cận phong hại chết cha anh lại khiến anh mất đi cánh tay sao anh có thể hiền lành tha cho anh ta được trương mộng bất bình nói trước đây em thật sự nhìn lầm tô yên vì đàn ông mà không thèm để ý tới anh bây giờ chị ấy và lục cận phong mới là người một nhà anh thì có là gì, chỉ là một người tàn tật không cha không mẹ, đời này anh không cầu gì khác, chỉ hy vọng chị ấy hạnh phúc. Anh hy vọng mộng mộng có thể có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Tô Duy, Trương Mộng khịt mũi, chủ động hôn Tô Duy, em sẽ mãi ở bên anh. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ cũng không ai quan tâm tới cô ấy, cha mẹ ly hôn rồi tái hôn, cô ấy là đứa trẻ tự do lớn lên, từ nhỏ đã tự lập cánh sinh. Tô Duy bị nụ hôn của Trương Mộng làm cho ngẩn ra, ánh mắt chạm nhau, Tô Duy nhìn chầm chầm Trương mộng, dường như có thứ gì đó đang điên cuồng sinh sôi ở trong lòng. Tô Duy đột nhiên chuyển từ bị động thành chủ động, nhưng người hôn Trương mộng, hai người triền miên ở trên sân cỏ. Sắc trời dần tối, vị trí của hai người bọn họ rất bí mật, hai bên lại có lùm cây che kín, là lá chắn tự nhiên. Lâu doanh ở phía xa nhìn thấy một màn này, vội vàng xoay người. Tôi đi đây, tên nhóc này, so với mẹ của cậu ta còn ngung cuồng hơn, Tôi đã nói chị không nên quá lo lắng, cậu ấy sẽ không sao, chỉ là nói chuyện yêu đương mà thôi, cũng rất bình thường." Bạch Phi Minh mặt không đổi sắc nói, cô gái này cũng là một người tàn nhẫn, Tô Duy bị gãy tay lại bị bệnh tâm thần, cô ta cũng không rời không bỏ. Lâu doanh cười, có lẽ là yêu thật, nhiệm vụ đã hoàn thành, bữa tối chúng ta ăn gì? Vạn nhất của cô đâu? Thân thể anh ta không khỏe cần phải nghỉ ngơi, chúng ta không cần quan tâm tới anh ta. Nghe vậy, Ánh mắt Bạch Phi Minh nhìn Lâu Doanh trở nên rất có ý tứ, cô vẫn nên kiềm chế chút đi, đừng ngày nào cũng áp bức anh ta. Cái gì, Lâu Doanh nhất thời không phản ứng kịp, chỉ nghe thấy tiếng trai gái truyền tới từ trong lùm cây, mới phản ứng lại, Minh Minh, tư tưởng của cô gần đây rất nguy hiểm nhé, chắc chắn là có vấn đề gì đó. Muốn ăn tôm hùm đất, Bạch Phi Minh đi ra ngoài, tối nay tôi mời. Hào phóng như vậy chắc chắn là có chuyện, Lâu Anh bắt đầu nói nhảm, có người trong lòng rồi sao? người đó khiến cô động phàm tâm giọng nói của hai người càng lúc càng xa ở lùm cây bên này tô duy ngẩng đầu nhìn theo hướng hai người rời đi nở một nụ cười lạnh tô duy nhanh chóng kết thúc dỗ dành trương mộng 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 em đi về trước đi trương mộng không muốn rời đi nhưng cũng đã hết thời gian tới thăm nên cô ấy cũng phải rời đi ngày mai em lại tới chờ trương mộng rời đi tô duy trở về phòng đẩy cửa ra anh ta mới phát hiện trong phòng có một người đang đứng đợi ở đó từ rất lâu rồi. Hắc Ưng, thật sự khiến người khác khâm phục, đã rơi tới nông nỗi này mà vẫn có phụ nữ đưa tới tận cửa. Tô Duy thờ ơ nhún vai, trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, giết thời gian, vui đùa một chút thôi. Chương 554 sau khi ăn uống no bụng thì đã muộn. Chương 511, kết cục của việc mồm miệng vì tiện. Tô Duy cả lơ phất phơ ngồi xuống ghế, bắt chéo chân. Đôi mắt u ám nhìn Chu An trước mặt, anh có thuốc lá không? Chu An lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá đưa cho cậu ta. Tô Duy cầm lấy, lại đưa tay ra bật lửa. Chu An lại lấy chiếc bật lửa ném cho cậu ta. Tô Duy châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, làn khói lượn lờ trước mắt, vẻ mặt mang theo vài phần tà tính. Anh tới gặp tôi làm gì? Tô Duy nhìn Chu An, vẻ mặt giống như chợt nhận ra, cười một cách kỳ lạ, "Ồ, tôi nhớ ra rằng tần nhã hân đã chết tôi nghe nói rằng đứa nhỏ trong bụng tần nhã hân cũng đã chết nhưng vẫn là một đứa con trai chật chật thật đáng tiếc trong lòng anh rất đau đớn nhỉ chuyện tần nhã hân và đứa con là chuyện đau đớn nhất trong lòng chu an mặt chu an vô cảm nhìn chằm chằm tô duy bị nhốt ở đây mà vẫn nắm rõ tin tức bên ngoài như lòng bàn tay thực sự cậu khiến tôi ấn tượng đấy tô duy cười kiêu ngạo đại ca chu bước ra khỏi nỗi đau mất con trai nhanh như vậy cũng thật đáng ngưỡng mộ. Người phụ nữ vừa rồi. Một người ngu ngốc thôi, do ông đây chán quá nên qua lại với cô ta thôi, được thời gian thôi. Tô Duy sờ lên khóe miệng, nụ cười trên mặt rất diễu cợt, xấu xa, hương vị không tệ, nhưng không ngờ vẫn còn nhỏ. Hắc ưng, tôi biết cậu luôn muốn mạng sống của Lục Cận Phong, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Chu An nói ra mục đích của mình, tôi có thể giúp cậu ra khỏi đây. Tô Duy không hề ngạc nhiên, nở nụ cười khinh thường nói tôi ở lại ở đây rất tốt tôi không định rời đi nếu tôi muốn rời đi cũng không cần đại ca chu đích thân xuất hiện đúng rồi suýt chút nữa tôi đã quên mất địa sát đã giải tán bây giờ anh dùng lợi ích gì để hợp tác với tôi tôi đã ở địa sát nhiều năm cũng có tâm phúc của riêng mình chỉ cần một cuộc điện thoại tôi có thể gọi được hàng chục anh em trong mắt chu an giờ chỉ còn hận thù như lập lời thề nói tôi muốn lục cận phong phải trôn cùng cô cả và con trai tôi Ha ha, Tô Duy cười chế nhạo, Tần Nhã Hân bị Lục Du Hành bắt cóc hại chết, anh lại đổ lỗi cho Lục Cận Phong, chật chật, chuyện này quá vô lý. Lời nói của Tô Duy khiến Chu An ngạc nhiên. Tôi không ngờ cậu lại nói thay cho Lục Cận Phong, chính Lục Du Hành đã bắt cóc cô cả, nhưng Lục Cận Phong mới là thủ phạm thực sự. Họ của anh ta cũng là Lục, vì vậy anh ta cũng nên chuộc lỗi. Tô Duy đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng dập tắt điếu thuốc trong tay, mạng sống của anh ta, chỉ có tôi mới có thể lấy. Chỉ bằng khả năng của cậu với ám dạ chống lại, quá non nớt, có tôi giúp cậu sẽ như hổ thêm cánh, Tô Yên và Lục Cận Phong nhất định sẽ phải trả giá. Ai cũng không được động vào Tô Yên, Tô Duy vỗ bàn, cảnh cáo nói, nếu chị gái tôi mất một sợi tóc, hoặc mất miếng nào, tôi sẽ tính hết cho anh. Chu An cao mày, cậu điên rồi, hắc ưng, cậu bị Lục Cận Phong đưa tới đây, nếu như Tô Yên không ngầm đồng ý, Lục Cận Phong đưa cậu tới đây làm gì, Tô Yên đã từ bỏ cậu rồi. Đó là chuyện của tôi, tôi nói lại lần cuối, đừng đụng vào chị gái tôi. Chu An nhìn chầm chầm vào Tô Duy một lúc lâu, đoán bây giờ cậu là Tô Duy nào? Nếu đó là một Tô Duy tốt bụng, làm sao cậu ta có thể bấn cợt với người khác, hận thù trong mắt với lục cận phong càng đậm hơn? Nhưng nếu là một nhân cách khác, bảo vệ Tô Yên, điều đó cũng khiến Chu An bối rối. Anh nói xem, Tô Duy nở một nụ cười nham hiểm, cho Chu An một câu trả lời mơ hồ. Chu An muốn nghiền ngẫm tâm tư Tô Duy nhưng quá khó khăn. Tô Duy mỉm cười và nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đi đi, tôi, Tô Duy, sẽ không hợp tác với anh, tôi sẽ lấy mạng của Lục Cận Phong. Chu An phản ứng lại, kinh ngạc hóa ra cậu. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đến quầy thức ăn để ăn tôm hùm, trước kia hai người cũng từng tìm kiếm những món ăn ngon cùng nhau. Lâu Doanh đang thưởng thức bữa ăn, Đột nhiên cô ấy phát hiện ra một người khả nghi từ kính chiếu hậu của chiếc ô tô bên đường. Vẻ mặt Lâu Doanh căng thẳng, "Phi Minh, có người đang theo dõi chúng ta." "Ừ", trên mặt Bạch Phi Minh không có nhiều biểu cảm, tay bóc rất nhiều tôm hùm, "Không sao, không phải địch." "Không phải địch, là bằng hữu à?" Lâu Doanh không đánh động người trong bóng tối, cho nên giả vờ như không biết, nhưng người trước mặt Bạch Phi Minh cười hỏi, "Phi Minh, nói cho mình biết đi, người kia là ai?" bạch phi minh hiểu tính cách của lâu doanh nếu bị cô ấy phát hiện vậy chuyện này không thể giấu giếm được bạch phi minh bóc một con tôm bỏ vào trong bát của lâu doanh nói bây giờ không phải lúc lâu doanh cho mình một chút thời gian mình sẽ nói với cậu tất cả mọi chuyện từ khi bạch phi minh bị bắt đi tâm tư của cô ta rất sâu lâu doanh tôn trọng bạch phi minh đặt tay lên vai bạch phi minh và nói vậy mình sẽ đợi ngày cậu thẳng thắn nói với mình nào uống rượu nào Bạch Phi Minh cầm chén rượu nhấp một ngụm. Sau khi ăn uống no bụng thì đã muộn. Khi hai người trở về, Vạn Nhất và Sa Thành Nghị đi uống rượu cũng vừa đến cửa. Lâu Doanh vừa nhìn thấy Vạn Nhất, xuống xe và bước nhanh tới, gà luộc, anh lại uống rượu rồi. Gần đây Vạn Nhất không đi uống rượu với Lãnh Phùng thì sẽ đi với Sa Thành Nghị. Vạn Nhất ở một cái, vợ à, anh chỉ uống một chút. Sa Thành Nghị ở bên phá, ừ, thực sự không nhiều, chỉ uống nửa chai rượu trắng và một thùng bia, đây là giới hạn của cậu ấy, cậu ấy nói rằng tử lượng của mình rất kém nên muốn nâng cao tử lượng của mình, ở ám dạ không được uống cái này. Lâu doanh bên ngoài cười nhưng trong không cười nói, Sa Thành Nghị, anh nói rằng anh ấy không giỏi uống rượu đúng không? Vạn Nhất đã có dự cảm xấu, không đợi anh ta nháy mắt với Sa Thành Nghị, Sa Thành Nghị đã nói, đúng thế, một chai rượu trắng. Đúng không? Lâu doanh nhếch khóe miệng một tay nắm lấy eo vạn nhất véo, đi, trở về cẩn thận giải thích, lần trước anh uống thắng em là như thế nào. Lần trước hai người thi rượu trong nhà hàng khách sạn, cô ấy đã thua và nợ vạn nhất ba chuyện. Vạn nhất chỉ rót một chai rượu, nhưng hôm đó anh ta đã uống rất nhiều, nếu nói là không có mánh khóe nào, có ma mới tin điều đó. Vạn nhất buồn giàu, vợ à, nhẹ một chút đi. Vạn nhất vừa kêu to vừa hô với Sa Thành Nghị, bạn bè giao hữu vô ý, Sa Thành Nghị, coi như kết thúc. Đi thôi." Lâu Doanh kéo người đàn ông trở lại phòng, sau đó không tránh được một trận đấm đá. Tiếng hét của Vạn Nhất vang lên trong phòng, Sa Thành Nghị chắp tay sau lưng cười tủm tỉm nói, giao tiếp nhiều hơn, gia tăng tình cảm vợ chồng, thúc đẩy xã hội hài hòa. Sa Thành Nghị cười cười, vừa định rời đi, lại quay đầu lại nhìn thấy Bạch Phi Minh nhìn chằm chằm mình, ánh mắt Bạch Phi Minh lạnh như băng, khi nào cô ấy nhìn anh ta chầm chầm, toàn thân nổi da gà. Sa Thành Nghị cười, cô Bạch, tôi nghĩ ám giả của mấy người nên đổi tên thành Hồ Ly đi. Những người trong ám giả đều xảo quyệt như Hồ Ly. Quá khen quá khen rồi. Sa Thành Nghị nói, đây là một đề xuất hay, tôi sẽ chuyển nó cho Lục Cận Phong sau. Bạch Phi Minh vẫn như một tảng băng di động, đi qua Sa Thành Nghị vào nhà. Bạch Phi Minh đang định mở cửa, giọng nói của Sa Thành Nghị từ phía sau truyền đến, đôi trẻ đang tán tỉnh bên trong, bây giờ cô vào có chút không thích hợp sao không đi với tôi về biệt thự Nam Sơn nhỉ? tôi thấy ấn đường cô biến thành màu đen, gần đây sẽ có tài ương. quay về biệt thự Nam Sơn tôi sẽ kiểm tra thân thể cho cô. anh ta còn chưa nói xong, một phi đao từ tay bạch phi minh bay về phía Sa Thành nghị. Sa Thành nghị nhanh chóng né tránh, trong lòng còn sợ hãi. quả nhiên phụ nữ càng đẹp thì càng nóng tính, trân trọng cuộc sống và tránh xa phụ nữ. bạch phi minh có đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt trong trẻo, mặc vest và giày da xinh đẹp điên cuồng, anh Sa, tôi vừa mới bói cho anh một quẻ, nếu anh không rời đi, anh sẽ phải đổ máu. Chương 555, Sa Thành Nghị bị ép. Bạch Phi Minh xoay người đi vào nhà, Sa Thành Nghị sờ sờ cánh tay của anh ta, nếu anh ta chậm hơn một chút, đúng thật là sẽ phải chịu một thảm họa đẫm máu. Người phụ nữ này không chỉ ăn mặc như một người đàn ông, mà tính cách của cô ta thậm chí còn giống như tượng băng, như thể ai đó nợ cô ta hàng trăm vạn sa thành nghị nói cô bạch hòa khí phát tài làm gì phải động tay động chân chứ tôi không thiếu tiền sa thành nghị nói xong bạch phi minh bước vào nhà sa thành nghị lắc đầu và lẩm bẩm tôi thực sự mong chờ xem người đàn ông xui xẻo nào đó có thể cưới được cô khi sa thành nghị chuẩn bị rời đi anh ta phát hiện có người vẫn âm thầm theo dõi bạch phi minh sa thành nghị chỉ phát hiện ra một người nhưng không biết đó là ai tính cách cô ta quá lớn xem ra đắc tội không ít người. Sa Thành Nghị cũng đã quen với điều đó, vì vậy anh ta bỏ qua chuyện này và lên xe và quay trở lại biệt thự Nam Sơn. Khi mọi người vào nhà, những người nên rời đi cũng đi, người theo dõi kia gọi điện thoại báo cáo, ông Đồng, có một người đàn ông khác có vẻ có ý với cô cả, dường như gần đây cô cả có rất nhiều hoa đào. Nếu Sa Thành Nghị biết rằng anh ta được cho là có ý đổ với Bạch Phi Minh, có lẽ sẽ nôn ra 3 lít máu. Ngày hôm sau trong bệnh viện lý văn chưa tỉnh dậy anh hinh ở lại bệnh viện cả đêm lưu tuyết lam nhìn thấy và không nói gì khi tôi yên tỉnh dậy biết rằng an hinh vẫn còn trong bệnh viện vừa rửa mặt cô vừa nói với chồng có phải an minh ở trong đó thoải mái quá rồi tìm ai đó để dạy cho anh ta một bài học đi nếu không anh ta thực sự tức giận đấy lục cận phong phân tích nói nếu động tay vào lúc này anh sợ sẽ bị đổ cho nhà họ lý khiến oán hận hai nhà họ Lý và họ An càng sâu. Oán hận hai nhà này đã hình thành rồi, dù làm lúc nào cũng như nhau, cha nuôi và mẹ nuôi cũng không phải là người sợ phiền phức. Nếu bây giờ em không thể ra viện thì em đã tự làm rồi. Lục Cận Phong cười nói, chuyện như thế này sao có thể để bà xã động tay chứ, chỉ cần bà xã dặn dò, chồng em sẽ làm ổn thỏa. Ôi, buồn nôn quá, Tô Yên cố ý run lên vì nổi da gà, nói em đi xem hinh hinh trong lòng cô ấy chắc chắn rất khổ sở. An Chí Thanh kia cũng rất giảo hoạt, chúng ta đánh cược đi xem ông ta giả vờ bị bệnh hay không. Bản chất của phụ nữ là mềm lòng, An Chí Thanh muốn cứu An Minh, ông ta làm như vậy cũng là trong dự kiến. Lục Cận Phong đã nói từ lâu rằng có An Hinh làm cầu nối, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết. An Hinh ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt cả đêm, khuôn mặt hốc hác, tội yên đẩy xe lăn tới, hinh hinh. Nhìn chằm chằm vào phòng chăm sóc đặc biệt, An Hinh lấy lại tinh thần và trả lời, "Tô Yên, tại sao cậu lại ở đây?" "Cậu ở đây một đêm rồi, đến phòng bệnh của mình nghỉ ngơi một lúc đi, Lý Văn cũng sẽ không tỉnh sớm vậy đâu, nếu không đã tỉnh rồi, sẽ có người thông báo cho cậu khi anh ấy tỉnh." Tô Yên đau lòng nói, trông vẻ mặt cậu rất tệ, cần nghỉ ngơi đó. Đúng là An Hinh không thể chịu đựng được nữa, đôi mắt đỏ ngầu. Dưới sự thuyết phục của Tô Yên, An Hinh miễn cưỡng đồng ý đi phòng bệnh nghỉ ngơi một lát. Trong phòng bệnh chỉ có hai người, trên bàn còn có bữa sáng vừa rồi Lệ Uyển mang tới. Hình hình, cậu ăn chút gì đi rồi nghỉ ngơi một lát, chuyện khác cũng đừng lo lắng, ngủ ngon là được." An Hinh húp cháo, vừa uống nước mắt vừa rơi xuống, bụng khó chịu, lại muốn nôn. Nếu như An Hinh không nói thì cũng là người từng trải, Tô Yên cũng đã sớm nhận ra cô vội vàng đưa một ly nước chanh hơi chua tới. sau khi an hình uống xong, bụng đã tốt hơn rất nhiều. tô yên liếc nhìn bụng cô ấy, cậu định giải quyết như thế nào? mọi chuyện đã đến mức này, ngoài tô yên, an hình thực sự không biết nên tâm sự với ai nữa. an hình nhào vào ngực tô yên, đau khổ khóc tô yên, mình không biết phải làm sao, mình rất sợ, mình đã chuẩn bị thuốc, nhưng mình không dám làm, nhưng mình rất hận. Trái tim của Tô Yên đau thắt lại khi nghe thấy tiếng khóc của An Hinh. An Hinh lúc nào cũng vui vẻ, chưa từng sợ hãi như vậy. Tô Yên vỗ nhẹ vào lưng An Hinh, cô hỏi, "Cậu nghĩ có muốn giữ lại không?" "Mình không giữ nó lại được, đây là mầm mống tội ác của người đó, mình hận anh ta đến chết, không thể sinh đứa trẻ này ra được." An Hinh đối với việc này rất rõ ràng, cho dù trước kia mình và An Minh có quan hệ gì đi nữa thì hiện giờ mình cũng không cần đứa trẻ này, anh ta là tội phạm cưỡng hiếp phụ nữ mình mãi mãi sẽ không sinh con cho anh ta nó sẽ hủy hoại cuộc đời của mình tô yên giúp mình đến lúc này an hinh vẫn còn tỉnh táo đứa trẻ vô tội an hinh lại càng vô tội chỉ cần cậu đã quyết định chuyện còn lại giao cho mình tô yên xoa mặt an hinh nói hinh hinh cậu yên tâm đi ngủ trước đi tô yên biết rằng an hinh muốn giết đứa trẻ nhưng cô ấy không dám làm điều đó đứa trẻ này thực sự không thể có được nó sinh ra nhất định sẽ hủy hoại cuộc đời của An Hinh, hơn nữa với tính cách của An Minh, sợ rằng sẽ là tần nhã hân tiếp theo. Nghe lời an ủi của Tô Yên, An Hinh dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô ấy quá kiệt sức nhưng không dám ngủ, Lý Văn vẫn chưa thức dậy, còn An Chí Thanh thì vì chuyện của An Minh mà huyết áp tăng cao đến mức phải nhập viện. Chỉ trong nháy mắt, một An Hinh chưa từng trải qua chuyện gì lớn lao giờ đây lại phải gánh bao nhiêu chuyện lên người. Việc An Hinh mang thai không nên để người khác biết, Càng không nên để người ngoài biết chuyện cô ấy phá thai, nó có thể hủy hoại thanh danh của An Hinh. Tô Yên nghĩ vẫn phải tìm Sa Thành Nghị, một người về phe cô, người đáng để cô tin tưởng trong công việc. Đợi An Hinh ngủ say, Tô Yên mới đẩy xe lăn đi tìm Sa Thành Nghị. Tô Yên và Lục Cận Phong, Sa Thành Nghị có một văn phòng tạm thời trong bệnh viện dưới danh nghĩa chuyên gia quốc tế, do đó Lục Cận Phong rất dễ dàng đưa Sa Thành Nghị vào bệnh viện, còn cho anh ta một chức vụ tạm thời được lúc tô yên đến tìm sa thành nghị anh ta đang nghiên cứu về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ nhìn thấy tô yên sa thành nghị nói tô yên tôi đang nghiên cứu cách phẫu thuật thẩm mỹ cho cô cô không cần lo về khuôn mặt của mình nữa tôi tìm anh là vì chuyện khác tô yên cũng không vòng vo thẳng thắn nói anh biết làm phẫu thuật phá thai không sa thành nghị sao gần đây các cô đều gặp rắc rối với vấn đề con cái thế sa thành nghị thở dài nói một người yêu cầu tôi thắt ống dẫn tinh người kia yêu cầu tôi phá thai cô là lực lượng chính trong xã hội là người gánh vác trọng trách sinh con đẻ cái nối dõi đời sau sao cô có thể nhẫn tâm như vậy kéo tôi cùng tạo nghiệp đừng nói nhảm nữa tóm lại anh có làm được hay không giọng điệu này giống hệt như khi vạn nhất yêu cầu anh ấy tiến hành phẫu thuật thắt ống dẫn tinh Sa Thành nghĩ nhấp một ngụm trà quất đựng trong bình giữ nhiệt nói để tôi nghiên cứu xem nào chính ra tôi là bác sĩ phẫu thuật nhưng vì mấy người mà trở thành bác sĩ đa khoa lúc nào không hay rồi ai muốn phá thai vậy tôi yên không thể là cô đúng không tôi vừa mới kiểm tra cô cũng đâu mang thai một người bạn của tôi xin hãy nhanh chóng thu xếp chuyện này không nên để người thứ ba biết mong anh giữ bí mật sa thành nghị nhấp một ngụm trà rồi nói hôm qua lúc đến làm tiểu phẫu thắt ống dẫn tinh vạn nhất cũng nói với tôi điều tương tự như cô mà này cô đến gặp tôi vì công việc thì có thể thân thiện với tôi hơn một chút không? chương 556, có hai loại phụ nữ, sống và chết. Sa Thành Nghị cảm thấy rằng một nhân tài như anh ta, không, phải nói là một thiên tài thì nên được tung hô, nhưng tôi yên vạn nhất và những người khác lại không hề sùng bái anh ta một chút nào. Những y tá xinh đẹp trong bệnh viện ai nấy cũng đều phải đỏ mặt, ngượng ngùng khi nhìn thấy anh ta. Tô Yên nhếch môi cười, trượt xe lăn đến gần Sa Thành Nghị, vươn tay nắm lấy Sa Thành Nghị, cười nham hiểm, "Anh Sa, anh đã vất vả rồi, đều nhờ có anh, anh chính là thần tượng của tôi, một nhân tài toàn năng, tôi rất sùng bái anh, anh còn lợi hại hơn chồng tôi rất nhiều, còn trông đẹp trai như thế nữa." "Cũng được, cũng được thôi, đã quá khen rồi, khiêm tốn khiêm tốn, phải khiêm tốn một chút." Sa Thành Nghị cảm thấy hơi lâng lâng, nhưng ngay lập tức, anh ta phản ứng lại, đột nhiên rút mạnh tay về, nam nữ thủ thụ bất thân, "Tôi đã nhận sự ngưỡng mộ của cô rồi." Lục Cận Phong là một người rất hay ghen, vì vậy nếu để mọi người nhìn thấy anh ta dây dưa với Tô Yên, như vậy thì xong đời rồi. Tô Yên giữ chặt không buông, hít mắt cười nói, anh Sa, anh đừng khiêm tốn như vậy. Với y thuật của anh, trong toàn bộ giới y học không ai có thể so sánh với anh được đâu. Từ ngoại khoa, nội khoa đến sản phụ khoa, anh đều thông thạo hết, nếu sau này cô gái nào gả cho anh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Thật ra, tôi cũng nghĩ vậy. Sa Thành Nghị khá xấu hổ. Giọng điệu ra vẻ chính chắn của người đã từng trải nói, nhưng theo tiền lệ của vạn nhất và Lục Cận Phong, trân trọng cuộc sống, tránh xa phụ nữ, vì vậy tôi không có ý định lấy kết hôn. Anh Sa, anh như thế là đang kỳ thị phụ nữ đấy. Tô Yên bĩu môi, anh không sợ có ngày nào đó sẽ bị những lời này tát vào mặt sao? Cô cứ yên tâm chuyện này đi, chắc chắn sẽ không quay xe đâu. Sa thành nghị rất tự tin nói, trong mắt tôi chỉ có hai loại phụ nữ, một là sống và hai là chết những người được cứu là sống, những người không được cứu là chết. Khóe miệng Tô Yên giật giật, ám giả thật sự đúng là ai nấy cũng đều là nhân tài, cực kỳ dũng cảm. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, Lục Cận Phong bước vào. Ánh mắt của Lục Cận Phong giống như radar, ngay lập tức bắt gặp bàn tay của Tô Yên đang nắm lấy tay cả Sa Thành Nghị, bầu trời đột nhiên biến sắc, như thể có một tiếng sấm vang lên trên bầu trời. Sa Thành Nghị ngay lập tức ngửi thấy sát khí. Anh ta biết rằng sự sùng bái đột ngột của Tô Yên dành cho anh ta chắc chắn là có âm mưu. Tô Yên buông tay Sa Thành Nghị ra, cười nói, "Anh Sa, vất vả cho anh rồi. Tôi có hơi buồn ngủ, tôi sẽ đi ngủ bù một chút, hai người nói chuyện đi." Sa Thành Nghị, còn chưa tới 9 giờ sáng, Tô Yên cũng chỉ mới tỉnh dậy có nửa giờ, lại cảm thấy buồn ngủ. Tô Yên đẩy xe lăn đến bên cạnh Lục Cận Phong. Từ trong cái răng của Lục Cận Phong cắn ra một câu, trở về lấy thuốc khử trùng rửa tay đi. Mùi giấm này cho dù có cách xa 10 dặm cũng có thể ngửi thấy. Sa Thành Nghị Tô Yên Chồng ơi, em sẽ nghe lời anh. Tô Yên cười danh mãnh rời đi. Sa Thành Nghị nhấp một ngụm nước cầu kỳ để kìm nén sự kinh ngạc của mình. Lục Cận Phong, vợ của cậu gian xảo kinh khủng. Lục Cận Phong, cậu cũng rửa tay đi. Lục Cận Phong, cậu nói xem có cần tới mức vậy không? cái mùi ghen tuông, toàn bộ đế đô đều ngửi được. Một con chó độc thân như cậu không hiểu đâu, lời nói của Lục Cận Phong đơn giản là tuyệt sát. Sa Thành Nghị thở dài, đi đến một bên rửa tay bằng thuốc khử trùng, cậu đến tìm tôi lại có chuyện gì nữa, để tôi đoán trước, đừng nói với tôi cậu cũng đến để tôi tiêu diệt đàn con đấy nhé. Lục Cận Phong vẻ mặt mờ mịt, tiêu diệt đàn con. Vậy xem ra không phải rồi, Sa Thành Nghị nói, nói đi, có chuyện gì. Hạ Huy đến để báo cáo rằng các hoạt động của Chu An không bình thường, có đến bệnh viện tâm thần gặp Tô Duy. Tôi muốn cậu đến gặp Tô Duy một lần nữa để chẩn đoán lại đoàn hoàn. Bây giờ rốt của cậu ta đang thế nào rồi? Loại bệnh tâm thần này thật sự rất khó chẩn đoán, nếu như Tô Duy thật tâm muốn giả bộ, tôi cũng sẽ không điều tra ra được cái gì, tôi đề nghị đưa cậu ta về đảo, nhốt vài ba năm, như vậy sẽ an toàn hơn. Đề nghị này là một chút tổn hại. Nếu là người khác, lục cận phong có thể xử lý như vậy nhưng người này là tô duy cho nên anh càng phải suy nghĩ nhiều hơn cậu cứ đi một chuyến trước đi được một lát nữa tôi sẽ đến đó an hinh ngủ được một tiếng đồng hồ thì bị một cơn ác mộng đánh thức tô yên đứng bên cạnh nhìn thấy an hinh vừa khóc vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại liền nắm lấy tay cô ấy tiếp thêm dũng khí hinh hinh đừng sợ có mình ở đây tô yên tinh thần an hinh có chút sững sờ mình đã nằm mơ, mơ thấy An Minh, anh ta. Đừng nghĩ tới nữa, Tô Yên ôm An Hinh, An Minh rất nhanh sẽ gặp quả báo. An Hinh khó hiểu nhìn Tô Yên. Tô Yên nói, mình đã phái người vào trong đó tiếp đã anh ta thật tốt, đòi lại lãi cho cậu. Tô Yên, An Minh bụng giả hẹp hòi, cậu vì mình mà đắc tội với anh ta thật sự không đáng. Năm đó Tô Yên đã vì cô ấy mà đắc tội với Lý Văn, bây giờ cô lại vì cô ấy mà đi dạy cho An Minh một bài học. Trong lòng An Hinh cảm thấy rất say dứt. Tại sao không đáng? Cậu là bạn tốt nhất của mình, đừng nói chỉ là một bài học, chỉ cần cậu gật đầu, mình sẽ phế luôn cái chân thứ ba của anh ta cho cậu. Phế cái chân thứ ba của ai? Đến, cô ấy có chút ám ảnh với ba cái chân, cô ấy thường lẩm bẩm mỗi ngày về việc xử lý cái chân thứ ba của Vạn Nhất. Nhìn thấy Lâu Doanh đi tới, An Hinh vội vàng lau nước mắt, hai người cũng không tiếp tục cuộc nói chuyện vừa rồi nữa. Tô Yên cũng đổi đề tài, em đến một mình sao? Vạn Nhất nhà em đâu? Tại sao bây giờ ai nhìn thấy em cũng đều hỏi thăm em một tiếng gà luộc thế? Lâu Doanh nói, anh ấy đang dưỡng bệnh ở nhà. Tô Yên cũng biết về việc Vạn Nhất bị hiếm muộn rồi bị đả kích lên cơn đau tim sao? Đang trò chuyện thì chú Tuyền, quản gia của nhà họ An đi tới. Chương 557, đi về phía bàn phẫu thuật. Tô Yên và Lâu Doanh ra ngoài nhường chỗ cho an hinh và chú tuyền khi an hinh nhìn thấy chú tuyền trong lòng đại khái cũng đã biết mình đang nghĩ gì chú tuyền con đi gặp an minh con đã đồng ý rồi con đi xin nhà họ lý buông tha cho anh ấy chỉ cần lý văn tỉnh lại một chút con sẽ đi gặp chú thím hiện tại lý văn còn chưa tỉnh lại cô cũng không có mặt mũi đến để cầu xin tha thứ cô cả tôi không phải tới đây vì cậu chủ tôi tới đây để gặp cô chú tuyền bưng canh hầm ra cười hiền lành, sáng sớm tôi đã thức dậy để hầm món này đấy, cô chủ, gần đây cô đã gầy đi rất nhiều, ăn một chút đi. Chú Tuyền, An Hinh bật khóc. Chú Tuyền thở dài, chú đã quen biết con từ nhỏ, nếu nói một câu không phải phép, chú đã coi con như con gái ruột của mình từ lâu rồi rồi, cô cả, uống chút đi. Trong lòng An Hinh, chú Tuyền cũng thân thiết như thế. An Hinh uống rất nhiều canh gà, canh của chú Tuyền hầm mấy chục năm vẫn như vậy, vẫn ngon như vậy. Chú Tuyền được khen ngợi liền vui mừng khôn xiết, cô cả thích là được rồi, uống canh gà đi, rồi ngủ một giấc thật ngon, không nghĩ ngợi gì nữa. Chú Tuyền, cha con đâu? Ông ấy đã đỡ hơn chưa? An Hinh lo lắng cho tình trạng thể chất của An Trí Thanh, cơ thể của ông chủ vẫn rất tốt. Chú Tuyền ngập ngừng mở lời, rồi nói cô cả không cần phải lo lắng cho sức khỏe của ông chủ, mọi thứ đều đã có chú Tuyền lo liệu, cô cả muốn làm gì thì làm, cứ nghe theo trái tim của mình chú Tuyền đang ám chỉ An Hinh, An Chí Thanh không bệnh, muốn để An Hinh làm chính mình. Làm sao An Hinh có thể nghe hiểu được, khi nghe tin An Chí Thanh không sao, cô thở phào nhẹ nhõm, không sao thì tốt rồi, đợi đến khi Lý Văn tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi. An Minh đã hứa với con rằng anh ấy sẽ rời khỏi đế đô, ngày tháng sẽ khôi phục lại sự bình lặng. Trong lòng An Hinh vẫn nuôi hy vọng tốt đẹp. Chỉ khi trong trái tim có hy vọng, mới có thể có một tương lai tươi sáng. Chú Tuyền nghe vậy, trong lòng có chút không đành lòng nói, ông chủ rất yêu cậu cả, cậu cả họ An. Ông ấy. Chú Tuyền thật sự rất muốn nói An Minh không thể rời khỏi đế đô được, cho dù An Minh đồng ý, An Chí Thanh cũng sẽ không đồng ý, dù sao An Minh mới là huyết thống của nhà họ An, là con trai duy nhất của An Chí Thanh. Chỉ là lời này ông ta không thể nói quá rõ ràng mà thôi. An Hinh cũng không chú ý tới An Chí Thanh trong lời nói do dự, nghe được nửa câu trên của chú Tuyền tâm trạng của cô ấy dao động rất lớn. An Minh họ không phải họ An, chú Tuyền, chú phải tin tưởng con, An Minh đã đích thân nói với con, tại sao hai người lại không tin con? Chú Tuyền, chú phải chăm sóc cha con thật tốt, An Minh sẽ làm hại ông ấy. Được, chú Tuyền nửa thật nửa giả nói, cô cả, cô lại nói lung tung rồi, cô và cậu cả đều họ An. Chú Tuyền, con không tranh luận với chú nữa. An huynh biết có tranh cãi nữa cũng vô nghĩa chỉ cần cô đưa ra chứng cứ chắc chắn, đến lúc đó mọi người sẽ tin cô. Bằng chứng chắc chắn có thể chứng minh mối quan hệ giữa hai người chính là xét nghiệm quan hệ cha con. Cô cả, canh gà còn thừa lại tôi để ở đây, nếu cô có đói bụng ăn thêm một chút nữa đi nhé. Ừm, tâm trạng của An Hinh không được tốt cho lắm, cô ấy cũng không có hứng thú uống canh gà. Lý Văn hôn mê bất tỉnh, An Minh tạm thời không thể ra ngoài, An Chí Thanh đích thân đến bảo lãnh, nhưng phía bên đó cũng không thả người ra. Nhà họ An có địa vị xã hội cao, nhưng nhà họ Lý cũng không hề yếu kém, Lý Mộc Sinh cũng đã tỏ rõ thái độ rồi, nhất định sẽ điều tra chuyện này đến cùng. Bây giờ Lý Văn là nạn nhân và cho dù là từ mặt luật pháp hay mặt đạo lý thì nhà họ An đều không có lý. Mấy ngày sau Lý Văn vẫn chưa tỉnh lại, Sa Thành Nghị đã sắp xếp cho An Hinh một ca phá thai, trước khi phẫu thuật còn phải kiểm tra sức khỏe. Vừa kiểm tra đã xuất hiện vấn đề. Tử cung của An Hinh bị dịch chuyển, thành tử cung rất mỏng theo trực quan mà nói, cô ấy rất khó thụ thai. Có thể nói lần này khả năng mang thai là một phần vạn. Nếu như cô ấy sảy thai, rất có thể dẫn đến vô sinh suốt đời. Là một bác sĩ, Sa Thành Nghị đã nói rõ ràng với An Hinh mọi hậu quả. Sau khi biết kết quả, An Hinh im lặng. Đây có thể là cơ hội làm mẹ duy nhất của cô ấy, nhưng đứa trẻ này là nhiệt trùng, cô ấy có thể không cần. Tô Yên cũng không biết nên quyết định như thế nào. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến cả đời của An Hinh 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 tôi yên lo lắng cho an hinh ông trời đặt trước mặt cô ấy một lựa chọn khó khăn như vậy bảo cô ấy phải lựa chọn như thế nào đây sa thành nghị nhấp một ngụm nước cầu kỳ và nói trước tiên hãy suy nghĩ từ từ không cần gấp sau khi nghĩ xong hãng đến tìm tôi trên mặt an hinh lộ ra vẻ mâu thuẫn và bối rối tôi yên lườm sa thành nghị đừng uống cầu kỳ nữa anh là bác sĩ tôi nghe lục cận phong nói rằng anh chưa bao giờ thất bại Chắc chắn sẽ có cách giúp hình hình sau này có thể mang thai lần nữa. Khi mọi người đến độ tuổi trung niên, hãy uống kỳ tử để duy trì sức khỏe. Sa Thành Nghị Nhàn Nhã nói, bình thường mọi người không chú ý đến việc giữ gìn cơ thể, đợi khi có vấn đề xảy ra thì lại làm khó bác sĩ. Hai, tôi chỉ là một nghiệp sư về sản phụ khoa nên tôi không đảm bảo được. Hơn nữa cũng có một câu cần đính chính lại, không phải lần nào tôi phẫu thuật cũng thành công, chỉ là những người thất bại đều đã chết rồi. Tô Yên ngụ ý là bệnh nhân phẫu thuật không thành công đã là người chết rồi, còn lại đương nhiên thành công, người chết không nói được nữa, còn khen ngợi thì chỉ có người sống. Khi Tô Yên đang tranh cãi với Sa Thành Nghị, An Hinh đột nhiên kiên quyết nói, "Anh Sa, làm phiền anh hãy thay tôi thực hiện ca phẫu thuật này. Cho dù cả đời này tôi sẽ không có con, tôi cũng sẽ chấp nhận." Cô ấy tuyệt đối không thể sinh con cho An Minh, đó chính là án lăng trì, cô ấy sẽ không thể nào đối mặt với đứa con mang dòng máu của An Minh. Tô Yên và Sa Thành Nghị cùng nhau nhìn sang. Sa Thành Nghị hỏi, cô có chắc không? An Hinh, chắc chắn. Tô Yên hỏi, Hinh Hinh, cậu thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ? Nghĩ kỹ rồi, vẻ mặt An Hinh vô cùng bình tĩnh nói, Tô Yên, mình biết rất rõ hậu quả. Mình là người trưởng thành, tôi bằng lòng và cũng có thể trả giá cho sự lựa chọn của mình, có lẽ sau này mình sẽ hối hận, có lẽ sẽ không, nhưng đến lúc đó, cuộc sống không thể chảy ngược lại được nữa. An Hinh thực sự đã suy nghĩ toàn diện rồi. Tô Yên từ phía sau ôm lấy An Hinh, an ủi, bất kể lựa chọn của cậu là gì, mình cũng đều sẽ ủng hộ. An Hinh mỉm cười, ai nói sau này mình sẽ không có con? Bây giờ mình không phải là mẹ nuôi của bốn đứa trẻ rồi sao? Trong lòng Tô Yên cảm động, ừm, từ nay về sau, con của mình tất cả đều sẽ nhận cậu làm mẹ nuôi. An Hinh làm ra lựa chọn, xa thành nghỉ kêu người chuẩn bị mọi thứ để phẫu thuật trước nửa giờ sau sẽ bắt đầu mổ. An Hinh đang đợi ở ngoài hành lang, Tôi Yên luôn ở bên cạnh cô ấy, bây giờ cô đã có thể không dùng xe lăn nữa rồi. Nửa giờ sau, y tá đi ra thông báo, An Hinh đúng không, cô có thể vào rồi. An Hinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên tay, đứng dậy. Được, cô nén sự căng thẳng trong lòng, An Hinh bước vào phòng phẫu thuật, cô vừa bước vào chưa được 3 phút, An Chí Thanh đã vội vàng chạy tới. Hình hình đâu? vẻ mặt An Trí Thanh rất lo lắng. Chú An, hình hình đã vào rồi. Tô Yên vừa dứt lời, An Chí Thanh đã đi bấm chuông cửa phòng phẫu thuật, cửa vừa mở ra, ông ta đã lập tức xông vào. Chú An, Tô Yên muốn ngăn cản, nhưng chú Tuyền đã chặn cô lại ngoài cửa, mở lục, đây là chuyện của nhà họ An, mong cô đừng xen vào. chương 558 nhượng bộ vì tình yêu. An Trí Thanh vội vàng đến. Chắc chắn là ông ta đã biết lý do tại sao An Hinh lại làm phẫu thuật, có lẽ cũng đoán được đứa trẻ là của ai. Làm sao An Chí Thanh có thể để con gái mình giữ lại đứa con của một kẻ đã cưỡng hiếp phụ nữ cơ chứ? Có thể bỏ qua, lờ đi chuyện đó đã là chuyện rất kỳ lạ, bây giờ lại còn ngăn cản An Hinh làm phẫu thuật, chẳng phải là đẩy con gái mình vào hố lửa sao? Đây là chuyện mà một người cha có thể làm sao? Câu trả lời là không thể. Khi ý nghĩ này lướt qua trong đầu, tôi yên dường như đã biết điều gì đó. Tránh ra, Tô Yên kéo chú Tuyền ra, hình hình là bạn của tôi, chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi, không phải chuyện gia đình nhảm nhí gì đó. Chú Tuyền ngăn cô lại, giọng điệu chân thành, nghiêm túc, mở lục, cô là bạn của cô cả, vậy thì cô càng nên cân nhắc vì cô ấy, nếu làm lớn chuyện này lên mới là có hại cho cô ấy. Cái gì, uy hiếp tôi sao? tôi Yên cũng không rằng co với chú Tuyền nữa, hét lên, hạ huy. Hạ Huy lập tức chạy tới như một cơn gió, chị dâu, có chuyện gì chỉ cứ nói đi ạ. À. Ngăn ông ta lại cho tôi. Có Hà Huy cản đường, chú Tuyền làm sao có thể ngăn cản Tô Yên lại được. Tô Yên đi vào, vừa mới đi tới cửa phòng phẫu thuật, đã nghe thấy tiếng nói của An Hinh, cha, cha. An Chí Thanh lại ngất xỉu rồi. Sa Thành nghị ngay lập tức tiêm cho An Chí Thanh, sau khi người ngã ngựa đổ, An Chí Thanh đã bị đưa đến phòng bệnh. Tạm thời cũng không thể thực hiện được ca phẫu thuật nữa rồi. An Hinh đến phòng bệnh ngồi canh An Chí Thanh, chú Tuyển cũng đi theo. Sa Thành Nghị lắc đầu nói, thật sự rất kỳ lạ, chưa từng nghe nói qua. Anh Sa, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sa Thành Nghị vừa rồi có mặt ở đó, nhất định là anh ta biết giữa An Hinh và An Chí Thanh đã xảy ra chuyện gì. Từ miệng của Sa Thành Nghị, Tội Yên mới biết rằng vì để ngăn An Hinh tiến hành phẫu thuật, vừa rồi An Chí Thanh đã dùng dao mổ, lấy chính tính mạng của mình để uy hiếp An Hinh. Điều kỳ lạ hơn nữa là An Chí Thanh hoàn toàn khỏe mạnh, ông ta chỉ đang giả vờ bị bệnh thôi. An Chí Thanh có ý muốn giả vờ bị bệnh, cho dù Sa Thành nghỉ có vạch trần, chỉ cần ông ta nói cơ thể không thoải mái, An Hinh cũng vẫn sẽ lo lắng. Hành vi của An Chí Thanh khiến Tô Yên càng thêm nghi ngờ về suy đoán trước đây của cô. Khi Tô Yên trở lại phòng bệnh, đúng lúc Lệ Uyển mang cơm chưa đến, con đi đâu vậy? Khi mẹ đến, con và con rể đều không có ở đây lục cận phong cũng không có ở đây à anh ấy đi đâu rồi mẹ hỏi con con lại hỏi ngược lại mẹ lệ uyển nói đồ ăn còn nóng con ăn trước đi ta mẹ thấy con cũng đã hồi phục khá nhiều rồi khi nào có thể xuất viện a à? bé ba bé tư ở nhà ngày nào cũng nói nhớ con nghĩ đến hai đứa nhỏ đó tôi yên cũng rất nhớ tụi nhỏ hạ phi và tiểu vũ đã đến đảo rồi hai đứa trẻ đó có quay về cũng không thèm gọi cho con một cuộc điện thoại Tô Yên rất buồn về chuyện này. Bọn trẻ đang dần dần lớn, tuổi nhỏ sẽ ngày càng ít dành thời gian để ở bên cạnh con, vì vậy con hãy trân trọng khoảng thời gian trước khi bọn trẻ lên 3 tuổi. Hai đứa nhỏ Hạ Phi và Tiểu Vũ kể từ khi chúng được sinh ra, con đã chưa từng ấm bồng chúng. Những năm tháng 3 tuổi của tuổi nhỏ con đã bỏ lỡ hết rồi. Tô Yên vẫn hối hận về chuyện này. Bỏ lỡ Hạ Phi và Hạ Tiểu Vũ nên cô không thể tiếc nuối với bé ba, bé tư nữa sau khi Tô Yên ăn một chút đò, Lục Cận Phong quay lại, anh vừa mới về biệt thự Nam Sơn. Lục Cận Phong hồi phục nhanh hơn Tô Yên, vết thương của anh không nghiêm trọng như Tô Yên, sau gần 2 tháng dưỡng bệnh, anh gần như đã khỏi hẳn rồi. Đế đô đã vào mùa đông. Gió lạnh bảo lâu doanh đi đưa một số quần áo cho Tô Duy, thuận tiện xem thử tình hình của Tô Duy. Lâu doanh quay lại nói, thằng nhóc ở trong đó thoải mái lắm, chị à, sau này chị đừng bận tâm nữa, cô gái tên Trương Mộng đó mỗi ngày đều đến tìm Tô Duy, hai người bọn họ rất vui vẻ, với tần suất giao phối nói không chừng trong vài ngày nữa, thằng nhóc đó sẽ trở thành cha mất thôi. Lần trước khi lâu doanh đến đó, cô ấy cũng đã tình cờ gặp Tô Duy và Trương Mộng, nên sau khi quay lại cô đã kể với Tô Yên về chuyện đó. Tô Yên cảm thấy rất ngạc nhiên và cũng có hơi bất an. Tô Duy gần đây không gây ra bất kỳ rắc rối nào, vì vậy Tô Yên chỉ có thể quan sát trước mà thôi hơn nữa hai từ giao phối rất thẳng thắn và bẩn thỉu Tô yên phun ra một ngụm sâu đơ muối, lâu doanh à, chú ý đến hình tượng, chú ý hình tượng một chút. Tạm thời không quan tâm đến tô duy nữa, bên phía An Hinh lại thay đổi nữa rồi. Trước kia An Hinh đã nói dứt khoát như đinh đóng cột rằng cô ấy không muốn có con, nhưng đến khi Tô Yên đến tìm An Hinh một lần nữa, cô ấy đã thay đổi quyết định. Tô Yên thậm chí không cần hỏi lý do, chỉ cần dùng ngón chân cô cũng có thể biết rằng nguyên nhân là vì sự cản trở của An Chí Thanh. Cho dù An Hinh giữ hay là bỏ đứa trẻ là quyền của cô ấy, Tô Yên chỉ có thể đề nghị chứ không thể chi phối được. Tuy nhiên, Tô Yên sẽ không để cho An Chí Thanh tính kế An Hinh, vì vậy cô đã tìm Hạ Huy đến nói cậu hãy đi đến cục một chuyến. Hạ Huy vừa, Tô Yên đã nhìn thấy Lưu Tuyết Lam đang thẫn thờ từ bên ngoài đi vào. Mẹ nuôi, Tô Yên gọi một tiếng. Lưu Tuyết Lam gần đây đã gầy đi rất nhiều, ngày nào bà ta cũng phải ở trong bệnh viện canh Lý Văn, cả người cũng phờ phạc đi. Tiểu Yên, Lưu Tuyết Lam đã không thể cười nổi nữa, trước đây khi bà ta nhìn thấy Tô Yên, khuôn mặt bà ta chắc chắn sẽ tươi cười rạng rỡ. Mẹ nuôi, mẹ đừng quá lo lắng, con và Lục Cận Phong đều đã bị thương rất nặng, nhưng không phải tụi con đều đã không sao rồi đây, Lý Văn cũng sẽ là người tốt gặp may mắn mà thôi. Hy vọng như vậy, Đôi mắt của Lưu Tuyết Lam đã ngấn nước mắt, Tiểu Văn từ nhỏ đã được mẹ và cha nuôi của con nâng niu trong lòng bàn tay. Tiểu Văn là một đứa cả lơ phất phơ, làm việc không đáng tin cậy, cũng không có tiền đồ gì, cũng đã từng đánh nhau với người ta, nhưng đây lần đầu tiên bị thương nặng đến như vậy. Lý Văn là một cậu chủ con nhà giàu nhưng chắc chắn không có tâm tư gì. Lý Văn có thể không được việc, nhưng về mặt làm người, sự giáo dục của vợ chồng Lý Mộc Sinh cũng có thể xem là khá thành đạt. Nói mãi nói mãi, Lưu Tuyết Lam bắt đầu lau nước mắt. "Mẹ nuôi, Tô Yên vỗ nhẹ lưng Lưu Tuyết Lam, lúc này, một y tá chạy tới nói, "Bà Lý, con trai của bà đã tỉnh rồi, bà mau đi xem đi." "Con trai tôi tỉnh rồi à?" Lưu Tuyết Lam kích động vô cùng, "Tôi yên đi cùng với bà ta." Lý Văn thực sự đã tỉnh lại, Lý Mộc Sinh cũng lập tức chạy đến, Tô Yên cũng đi cùng vào trong phòng bệnh. Lý Văn mình đầy thương tích, mở mắt ra, Câu điều đầu tiên anh ta nói với Lý Mộc Sinh là: "Cha, đừng truy cứu nữa." "Con không sao đâu." Những lời này khiến mọi người đều kinh ngạc. "Không truy cứu An Minh nữa?" An Minh là người đã hại anh ta phải đi dạo một vòng trong cung điện của Diêm Vương cơ mà. Lý Mộc Sinh cũng khó hiểu, "Tiểu Văn, cho dù là nhà họ An, nếu như con trai của nhà họ An dám làm hại con trai cha, cha cũng sẽ bắt cậu ta phải ngồi tù. Lần này, cha sẽ chống lưng cho con." Lý Mộc Sinh rất ít khi nói những lời như vậy, trước đây khi Lý Văn gặp rắc rối, đều là Lý Văn tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn đó. Lý Mộc Sinh rất hiếm khi nói sẽ chống lưng cho con trai mình, dù sao thì những chuyện gây gổ, rắc rối nhỏ trước đây, đại đa số đều là Lý Văn tự mình xử lý. Lưu Tuyết Lam nắm tay Lý Văn, nước mắt lăn dài trên má, "Con trai, đừng sợ, có cha mẹ ở đây, lần này cha mẹ sẽ chống lưng cho con." Lý Văn lắc đầu, trên mặt thậm chí còn có nụ cười cha mẹ nếu hai người như vậy sẽ khiến hình hình khó xử con đã là người lớn rồi đây là chuyện giữa đàn ông cha mẹ hai người đừng nhúng tay vào hóa ra lý văn đang nghĩ cho an hinh an minh là người của nhà họ an nếu an minh phải vào tù an hinh nhất định sẽ rất khó xử lý mộc sinh và vợ xứng sờ trong giây lát bọn họ đều không biết nên nói gì mới ổn lý văn nhìn về phía Tô yên chị còn Hinh hình thì sao Mấy ngày nay cô ấy đều ở trong bệnh viện, tôi sẽ đi gọi cô ấy. Chương 559, thảo luận về vấn đề xem có nên tăng tiền tiêu vặt hay không. Tô Yên nhanh chóng gọi điện cho An Hinh, khi nhìn thấy An Hinh trên khuôn mặt Lý Văn đã xuất hiện nụ cười. Lý Văn. Nhìn thấy Lý Văn tỉnh lại, An Hinh vui mừng đến mức nước mắt lưng tròng, khi biết Lý Văn không truy cứu trách nhiệm của An Minh nữa, vì chỉ sợ làm cô ấy khó xử, cô ấy không nhịn được nữa, bật khóc ra tiếng đồ ngốc sao anh lại ngốc như vậy an hinh khóc nức nở lý văn khó khăn đưa tay lên lau nước mắt cho an hinh đừng khóc em khóc không đẹp một tí nào hết xấu như con cóc anh mới là như con cóc an hinh vừa khóc vừa lau nước mắt đúng rồi anh là một con cóc 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 an hinh bị chọc cười tô yên đã lâu không thấy an hinh cười thực ra bình thường an hinh và lý văn cũng thường hay pha trò với nhau luôn đầy những trò cười có đôi khi An Hinh sẽ bị chọc tức, nhưng khi An Hinh ở bên cạnh Lý Văn mới là An Hinh chân chính. Vui, buồn, tức giận, hạnh phúc đều hiện trên khuôn mặt cô ấy. Khi vui vẻ sẽ mỉm cười, tức giận cũng sẽ không hề che giấu. An Hinh cười, Lý Văn cũng cười, nhưng vừa mới cười đã kéo căng vết thương trên người anh ta, đau đớn đến mức ngũ quan nhăn nhó lại. An Hinh lo lắng nói, Lý Văn, có phải là vết thương đau rồi không? Lưu Tuyết Lam cũng quan tâm, "Con trai, đau ở đâu?" Lý Mộc Sinh nói, vừa mới tỉnh dậy, vẫn nên nói ít thôi, nghỉ ngơi nhiều một chút. Lý Văn vừa mới tỉnh lại, vẫn còn rất yếu, nói chuyện cũng không dám dùng lực quá nhiều, nếu không sẽ làm rách vết thương. Lý Mộc Sinh và vợ cũng biết mong muốn của Lý Văn. Nhóm người rời khỏi phòng bệnh để cho Lý Văn nghỉ ngơi nhiều hơn, trong lòng Lý Mộc Sinh không thể nuốt trôi cơn giận này, nhưng ông ta vẫn nói với An Hinh Tiểu Văn sẽ không truy cứu, bậc làm cha làm mẹ chúng ta cũng không còn cách nào khác, nhưng tôi cũng phải cảnh báo nhà họ An của cô. Cô quay về nói lại với An Chí Thanh và An Minh rằng nếu con trai tôi có chút sơ suất gì, cho dù có khiến cho cả nhà họ Lý phải sụp đổ, tôi sẽ lột một lớp da của nhà họ An và khiến An Minh mất ba lớp da. Bác à, cháu rất hiểu cảm giác của bác, chuyện xảy ra lần này đều là lỗi của nhà họ An cháu, bác cứ yên tâm, nhà họ An nhất định sẽ cho Lý Văn một lời giải thích đợi đến khi An Minh ra ngoài, cháu sẽ dẫn anh ta đến xin lỗi Lý Văn. Xin lỗi đây là thái độ cơ bản nhất. Từ đầu đến cuối, thái độ của An Hinh cũng rất tốt, là An Minh đánh Lý Văn, vợ chồng Lý Mộc Sinh cũng không thể làm khó An Hinh được. Với tư cách là người ngoài cuộc, những gì Tô Yên có thể làm là không để cho An Hinh và Lý Văn chịu thiệt. Cô đã phái người dạy cho An Minh một bài học, cũng kêu Hà Huy đi đến cục một chuyến, trước khi An Minh ra ngoài, với lý do là kiểm tra sức khỏe của mọi người trong cục, đã lấy của An Minh một ống máu. Sau khi lấy lại máu, Tô Yên đã đưa nó cho Sa Thành Nghị, An Chí Thanh giả vờ bị bệnh và sống trong bệnh viện, Sa Thành Nghị tùy tiện tìm một lý do và lấy một ống máu của An Chí Thanh. Tô Yên nhìn chầm chầm vào các ống máu trong tay Sa Thành Nghị và hỏi bao lâu thì có kết quả. Ngay sau khi Tô Yên lấy máu của An Minh, An Minh đã được thả ra. Lúc này chắc chắn là An Minh đang trên đường đi tìm An Hinh, một khi phát hiện An Hinh mang thai, nhất định sẽ rất phiền toái. Tô Yên phải nhanh chóng làm rõ mối quan hệ giữa An Minh và An Chí Thanh rốt cuộc là gì. Sa Thành Nghị nói, cô rất gấp sao? Nói nhảm, không gấp thì tôi đứng canh anh làm gì? Tô Yên hỏi, bao lâu? Nhanh nhất thì 3 giờ, Sa Thành Nghị vừa làm giám định vừa nói, mấy ngày nay tôi sắp bị cô biến thành một nhân viên toàn thời gian rồi. Ý của Sa Thành Nghị là anh ta khổ quá đi thôi anh ta là bác sĩ đăng ký tạm thời trong bệnh viện này, anh ta chỉ phụ trách Tô Yên và Lục Cận Phong, bây giờ thì tốt rồi, phẫu thuật buộc Garo cũng tìm anh ta, phẫu thuật phá thai cũng tìm anh ta, phía Lý Văn cũng do anh ta xử lý, hiện tại anh ta lại đang làm xét nghiệm quan hệ cha con, anh ta thật sự là rất toàn năng. Tô Yên mỉm cười, làm nhiều được nhiều. Sa Thành Nghị lúc này mới than oán, tôi đang làm việc cực khổ đây mà chẳng được bao nhiêu. Mỗi lần tôi tìm Lục Cận Phong đòi tăng lương, cậu ta đều nói rằng ám dạ nghèo, quyền lực tài chính của nhà họ Lục đều nằm trong tay cô. Cậu ta thậm chí còn không có tiền tiêu vặt, bảo tôi hiểu cho sự khó khăn của một người đàn ông đã có gia đình như cậu ta. Yên không khỏi cười, đừng nói tôi keo kiệt như vậy, tiền tiêu vặt thì tôi vẫn cho nổi, một tháng 10 vạn tệ, đủ rồi chứ. Sa thành nghi, Tô Yên, với khả năng tiêu xài của chồng cô, 100.000 cũng không đủ để cho cậu ta tiêu xài một ngày. Thật không? Tôi chỉ biết mỗi phút anh ấy có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng tôi thực sự không biết anh ấy sẽ tiêu bao nhiêu tiền." Tô Yên nói, khi chúng tôi kết hôn, anh ấy chỉ nói, "Tôi có thể thoải mái tiêu tiền, kiếm tiền là việc của anh ấy, anh ấy cũng không nói mình cần xài tiền." Sa Thành Nghị đột nhiên cảm nhận được sự khó khăn của Lục Cận Phong, gặp được một người vợ rõ ràng là hiểu hết mọi chuyện nhưng luôn giả vờ hồ đồ như thế, có thể không khó khăn sao? Sa Thành Nghị tràn đầy cảm khái, khoảng trước Tôi nghe nói rằng một ngôi sao giải trí nào đó tiền tiêu vặt là 200 triệu mỗi năm. Tô Yên, so với cô, quả thực là cô có chút keo kiệt. Tôi có bốn đứa con trai, sau này còn phải cưới thêm bốn cô con dâu, nói không chừng còn sinh 16 đứa cháu. Ngụ ý là có nhiều chỗ phải tiêu tiền, không thể so sánh với những người khác được. Sa Thành Nghị không còn gì để nói, tiếp tục làm giám định, cô nên ra ngoài chờ đi, cô ở đây áp lực của tôi rất lớn. Anh có thể không quan tâm đến tôi." Sa Thành Nghị mô tả dáng người của Tô Yên, sau đó lắc đầu, "Khó lắm. Một người lớn như vậy ở đây, sao có thể phớt lờ được?" "Anh đang sợ cái gì thế?" "Sợ chồng cô." Đó là một hũ giấm. Ai đang nói đến tôi vậy? Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, nhưng Lục Cận Phong không tìm thấy Tô Yên, nên đã đến chỗ của Sa Thành Nghị để tìm người. Chương 560, Mắc bệnh tương tư. Lục Cận Phong nhìn thứ đồ trong tay Sa Thành Nghị, hỏi cậu đang làm gì vậy? Xét nghiệm huyết thống." Sa Thành Nghị liếc nhìn Tô Yên, "Vợ cậu bảo làm." "Xét nghiệm huyết thống?" Ai, ánh mắt Lục Cận Phong đảo qua đảo lại giữa Tô Yên và Sa Thành Nghị. Tô Yên ra mặt giải thích, "Đừng dùng ánh mắt đó hoài nghi sự trong sạch của em." Sa Thành Nghị nói, "Mặc dù gần đây bà xã cậu thường xuyên tìm tôi, nhưng tôi tuyệt đối không có suy nghĩ vớ vẩn nào với cô ấy." Cái này thì tôi tin." Lục Cận Phong cười nhạo, "Cậu sợ chết." Ý của câu này là, kẻ dám mơ tưởng Tô Yên không chết thì cũng bị thương. Sa Thành Nghị, "Ai bảo anh ta không đánh lại Lục Cận Phong cơ chứ?" Tô Yên chép miệng, nói, "Em bỗng nhiên có cảm giác mình bị một con sói yêu phải." Sa Thành Nghị lập tức cảm thấy Tô Yên đã thông suốt, "Bây giờ cô mới nhận ra à?" Lục Cận Phong tuyệt đối là một con sói hoang. Tô Yên xòe hai tay ra vẻ bất lực, hình như hơi muộn rồi. Lục Cận Phong lại hỏi, rốt cuộc hai người đang xác định huyết thống cho ai? An Minh và An Chí Thanh, Tô Yên nói, em luôn cảm thấy trong chuyện này có điều bất thường, thái độ của An Chí Thanh quá kỳ lạ. Bảo Hinh Hinh giữ lại đứa con của An Minh, đây là chuyện mà con người làm ra được à? Rõ ràng là muốn hủy hoại cuộc đời của Hinh Hinh. Chuyện này Tô Yên cũng chỉ có thể nói với Lục Cận Phong và Sa Thành Nghị hai người này tuyệt đối kín miệng sẽ không nói ra ngoài sa thành nghị chính là người đã giúp an hinh phá thai đương nhiên anh ta cũng biết phần nào tô yên cứ nhớ đến câu đầu tiên lý văn đã nói khi tỉnh dậy là trong lòng lại thấy nghẹn lại nhưng cô cũng nhận ra trải qua chuyện này thái độ của an hinh dành cho lý văn đã khác trước nhưng an minh chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong lòng an hinh và lý văn trước kia tô yên đã nói nếu như hai người này có ý về chuyện kia cô nhất định sẽ giúp đỡ. Cái gai an minh này, cô sẽ giúp họ nhổ ra. Lục Cận Phong hỏi, bao giờ thì có kết quả? Sa Thành Nghị nói, vốn chỉ cần 3 tiếng, nhưng vợ chồng hai người cứ ở đây lân la, e là đến ngày mai cũng chưa có kết quả được. Tôi nói chứ, nếu hai người không có việc gì thì về nhà nghỉ ngơi đi, đừng ở đây lãng phí tài nguyên của bệnh viện nữa. Tô Yên trợn hai mắt, có thể xuất viện rồi. Không phải trước đó anh nói là chưa thể xuất viện sao? bây giờ tôi phê chuẩn, hai người có thể xuất viện rồi. Sa Thành Nghị khổ não nói, từ khi hai người ở viện, đám người kia cũng kéo đến bệnh viện góp vui, tôi sắp mệt muốn chết rồi. Hai người tốt nhất là mau về nhà nghỉ ngơi đi. Bây giờ Sa Thành Nghị chỉ ước sao lục cận phong với Tô Yên xuất viện ngay lập tức. Tô Yên lắc đầu, tôi đợi anh có kết quả rồi đi. Sa Thành Nghị, anh ta chưa thấy ai nghiện ở viện thế đâu. Nếu vạn nhất ở đây, chắc chắn anh ta sẽ bảo Sa Thành Nghị hiểu biết quá ít, chưa trải sự đời. Trước kia, để theo đuổi Tô Yên, Lục Cận Phong đã sử dụng khổ nhục kế, trực tiếp coi bệnh viện như khách sạn, ở liên tục suốt một tháng liền. Lục Cận Phong nhìn Tô Yên bằng ánh mắt đầy u oán, yên yên, bây giờ thời gian em ở cùng với Sa Thành Nghị mỗi ngày còn nhiều hơn cả anh. Nào có, Tô Yên phản bác, một ngày 24 tiếng, chúng ta ở bên nhau tuyệt đối trên 20 tiếng. Sa Thành Nghị cũng vội nói, đều là bà xã cậu chủ động đến tìm tôi nhé. Chuyện này phải làm rõ ngay, tránh bị tai bay vạ gió. Nói rồi, Sa Thành Nghị lại bổ sung thêm, làm xong vụ này, à không, xét nghiệm xong cái này, tôi sẽ về đảo luôn. Trốn thành thị lắm ngưu nhiều kế, anh ta vẫn nên về đảo tiếp tục ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu thì hơn. Không đợi Lục Cận Phong mở miệng, Tô Yên đã nói, anh Sa, anh cũng ba mươi mấy tuổi rồi nhỉ? vạn nhất nhà người ta đã lấy được vợ rồi, còn anh ngay cả bạn gái cũng không có. Đều là ra ngoài lăn lộn, sau này anh còn có mặt mũi cùng ra ngoài với anh ta sao? Sa Thành Nghị lắc đầu như chống bỏi, loại sinh vật mang tên vợ chỉ có thể đứng nhìn từ xa thôi. Anh thế này là trốn tránh hiện thực, nhưng mà người giống như anh đúng là rất khó có người thích, tính tình nhạt nhẽo y như Phi Minh vậy. Tô Yên nhắc đến Bạch Phi Minh, hai mắt đột nhiên sáng lên, đúng rồi, tôi thấy hai người được đó. Vừa nghe đến cái tên Bạch Phi Minh, Sa Thành Nghị đã lập tức đứng thẳng dậy, vừa nghiêm túc vừa chân thành khom lưng 90 độ với Tô Yên, "Tha cho tôi đi, tôi muốn sống thêm mấy năm nữa, cống hiến thêm chút sức lực cho ám giả." "Tô Yên, Phi Minh đáng sợ đến thế à? Người ta là kiểu trai cũng được mà gái cũng xong, vừa lạnh lùng vừa ấm áp, đã ngọt ngào còn xinh đẹp. Cô ấy mặc Âu phục tuyệt đối đẹp trai hơn anh, anh muốn một cô vợ, cô ấy mặc đồ nữ, chắc chắn cũng xứng đối với anh." lục cận phong trai cũng được mà gái cũng xong chất chơi vậy tô yên lúng túng khụ một tiếng sa thành nghị nói bạch phi minh quả thật là đi đến đâu đóng băng đến đó tiết kiệm được rất nhiều tiền điện là tôi tầm nhìn hạn hẹp không dám với cao lục cận phong duỗi cánh tay dài ra ôm eo tô yên 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 chúng ta ra ngoài trước đi bằng không đúng là đến ngày mai anh ta cũng không cho ra kết quả được mất tô yên vẫn muốn xem kết quả thế là đành đi ra ngoài đợi với lục cận phong Lúc này, An Hình đang ở trong phòng bệnh của Lý Văn, Tô Yên hỏi An Minh đâu rồi? Lục Cận Phong nói, Hạ Huy gửi tin đến là An Minh đã ra ngoài nửa tiếng rồi, chắc là 20 phút nữa sẽ đến bệnh viện. 20 phút, phải cần 3 tiếng nữa mới có kết quả. Tô Yên nhíu mày, em đưa Hình Hình tránh đi đã, An Trí Thanh ở viện, Lý Văn cũng ở viện, An Minh đến chắc chắn sẽ gặp nhà họ Lý. Ông xã, vất vả cho anh phải ở lại đây trông chừng rồi để tránh hai nhà đánh nhau an minh tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu nhà họ lý tỏ vẻ không truy cứu nhưng an minh sẽ không buông tha an hinh dễ dàng như vậy nhất đi sẽ lại xảy ra xung đột với nhà họ lý được lục cận phong xoa đầu tô yên việc mà yên yên nhà anh giao cho ông xã nhất định sẽ xử lý thỏa đáng em về xem bé ba bé tư thế nào cũng tốt tô yên thật sự quá nhớ hai đứa nhóc kia sa thành nghị vừa nói là có thể xuất viện cô đã muốn quay về rồi. Tô Yên tìm một cái cớ lửa an hinh về nhà họ lục. Ở bệnh viện lâu như vậy, cảm nhận được không khí trong lành bên ngoài, tâm trạng Tô Yên cũng vui vẻ theo. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cũ, Tô Yên vui vẻ gọi to, mẹ, đồng chí Tần, ông, bé ba, bé tư, con về rồi đây. Tô Yên không nói trước cho Lệ Uyển biết chuyện mình xuất viện. Khoảng thời gian này, Lệ Uyển vẫn luôn ở lại nhà họ lục để chăm sóc bé ba và bé tư giúp cô, mặc dù có bảo mẫu nhưng cô vẫn không yên tâm lệ uyển ở đâu tần trấn lâm đi theo đó thế nên cũng đang tạm thời ở nhà họ lục hai người này là bố mẹ của tô yên ông cụ lục cũng vô cùng hoan nghênh hai vị nghe thấy giọng của tô yên ban đầu lệ uyển và tần trấn lâm còn tưởng là mình nghe nhầm đi ra nhìn xem không ngờ là tô yên về thật hạ huy đưa tô yên và an hinh về tiểu yên sao con đã về rồi không phải vẫn chưa khỏi hẳn sao con rể đâu lệ uyển vội vàng đi qua đỡ cô anh sa nói là con xuất hiện được rồi nên con bèn về lục cận phong ở bệnh viện còn bận việc khác mẹ không cần đỡ con tự đi được mà tô yên cười nói với tần trấn lâm đi ra theo ở đằng sau đồng chí tần con xuất viện rồi đây xuất viện là tốt xuất viện là tốt khỏi cần nói trong lòng tần trấn lâm vui vẻ cỡ nào trông thấy tô yên trở về mắt ông còn đỏ cả lên ông cụ lục cũng đi ra Thấy Tô Yên cũng rất mừng, Tiểu Yên, khỏe hẳn rồi chứ. Con khỏe rồi ạ, à? Tô Yên cười nói, ông, khoảng thời gian qua để ông phải lo lắng rồi. Ông cụ lục cười bảo, mau vào nhà đi, đừng đứng ngoài hết thế nữa. Tô Yên vào nhà, không thấy Kawaii đâu, hỏi, mẹ, Kawaii đâu ạ? À? Khi Hạ Phi quay lại đảo đã dặn dò cô phải chăm sóc Kawaii cẩn thận, con trai dặn vậy, người làm mẹ như cô không thể thất hứa được. Lệ Uyển nói, đang ở trên tầng kia. Từ sau khi Hạ Phi đi, đứa trẻ này ngày nào cũng đứng trên ban công ngóng nhìn. Tần Trấn Lâm bổ sung thêm một câu, tôi thấy con bé Kawaii mắc bệnh tương tư rồi, người gầy đi hẳn, cháu ngoại về mà trông thấy chắc chắn sẽ đau lòng cho xem. Lệ Uyển lườm Tần Trấn Lâm, ông nói linh tinh gì đấy, trẻ con mới mấy tuổi đầu, tương tư cái gì? chương 561, lập đội trộm trẻ. Bé ba và bé tư vẫn đang ngủ chưa? Tô yên đi thăm một lúc, sau đó đi tìm Kawaii. Kawaii ôm thú nhồi bông mà Hạ Phi tặng cho cô bé, ngây người nhìn về phương xa. Tô Yên nhận biết phương hướng cực kỳ kém, nhưng trước kia Lục Cận Phong đã nói với cô, ban công này nhìn về hướng trụ sở chính của ám giả. Kawaii thật sự đang nhớ Hạ Phi ư. Tô Yên đứng ở cửa nhìn một lúc, ánh mắt Kawaii ngập tràn buồn bã, nó không hề giống với tâm trạng nên có của một đứa trẻ còn chưa đến 4 tuổi. Tô Yên có cảm giác trước mắt không phải là một đứa trẻ, mà là một người đã trưởng thành. Bất luận là dáng vẻ, bóng lưng hay là ánh mắt, tất cả đều không phù hợp với độ tuổi của Kawaii. Nhưng cho dù có trưởng thành sớm đến mấy thì cũng không nên lộ ra sự bị thương giống như phải chia tay với người yêu như vậy. Tần Trấn Lâm nói đúng, thật sự có cảm giác cô bé đang mắc bệnh tương tư. Kawaii. Tô Yên cười đi tới, dịu dàng hỏi, "Sao vậy? Sao cháu lại ngồi một mình ở đây?" Vành mắt Kawaii đỏ ửng, hẳn là vừa khóc. "Dì Tô Yên, cháu không sao, chỉ là đang nhớ anh Phi thôi ạ." À. Kawaii rổi mắt, chất giọng trẻ con mang theo âm mũi, đáng yêu vô cùng. Tô Yên nhìn mà đau lòng, "Đừng khóc nữa, một tháng hạ phi sẽ có ba ngày nghỉ, đến lúc đó cháu sẽ gặp lại thằng bé thôi." "Thật à?" Kawaii cười vui vẻ. "Dì đã lừa cháu bao giờ chưa? Nhưng cháu phải ăn cơm no vào, bằng không đợi hạ phi về nhìn thấy cháu gầy như vậy." khéo còn tưởng là người làm mẹ như gì ngược đãi cháu, không cho cháu ăn cơm mất. Dì tốt với cháu lắm, cháu nhất định sẽ ăn thật no, đợi anh phi trở về. Ngoan quá, Tô Yên không nhịn được thò tay ra véo má Kawaii, mềm mại nhẫn nhụi thật. Làn da của trẻ con đúng là như trứng gà bóc vậy. Dì tìm cho cháu một trường học, thứ hai tuần sau bắt đầu, cháu đi học nhé. Kawaii lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Rất rõ ràng, Kawaii không muốn đi học nhưng lại sợ tô yên không vui, hạ phi không vui, thế nên mới đồng ý. tô yên cười bảo vậy thứ hai tuần sau gì đưa cháu đến trường. vâng. kawaii ngoan ngoãn gật đầu. đi nào, xuống dưới nhà ăn hoa quả thôi. tô yên dắt kawaii xuống dưới nhà. kawaii đột nhiên hỏi gì tô yên ơi, sau này cháu làm con dâu gì có được không ạ? À? lời này khiến tô yên sững sốt. đứa trẻ này mới được mấy tuổi đâu? Tô Yên nghĩ chắc tại trước kia Lâu Doanh suốt ngày nói mấy câu kiểu con dâu nuôi từ bé các thứ trước mặt Kawaii, nên Kawaii mới nói như vậy. Cô cũng không nghĩ nhiều, cười đồng ý, được chứ, thế thì Hạ Phi có phúc quá đi mất. Lời con trẻ ngây ngô, Tô Yên chỉ coi như Kawaii nói chơi, không coi là thật. Tin tức Tô Yên xuất viện nhanh chóng chuyển đến tai Lâu Doanh, tối hôm ấy, Lâu Doanh, Vạn Nhất và Bạch Phi Minh liền đến nhà họ lục ăn trực. Ăn cơm xong. Tô Yên ở trong phòng trẻ sơ sinh với bé ba và bé tư, hai đứa trẻ đã biết đi, biết gọi mami, đang ở trong cúi chơi đồ chơi. Tô Yên cũng ngồi trong cúi, nhìn hai đứa trẻ như vậy, trong lòng cô rất ấm áp, gương mặt cũng bất giác nở nụ cười. Nụ cười của con trẻ có thể hòa tan lòng người, cực kỳ xoa dịu tâm hồn. Tô Yên chống tay vào má, ngắm mãi không chán. Lâu doanh ở một bên phàn nàn chị, có hiếm lạ đến mức đấy không, chị ngắm nửa tiếng rồi đấy. Tô Yên, con của mình ngắm bao nhiêu cũng không chán, có thế nào cũng hiếm. Sinh vật mềm mại đáng yêu kiểu này, đúng là rất đáng yêu. Lâu Doanh nghịch bàn tay nhỏ đầy thịt của bé ba, "Chị, dù sao chị cũng nhiều con, hay là cho em một đứa đi." Nụ cười của Tô Yên tắt ngấm, dáng vẻ che chở cho con, "Không cho, muốn thì tự đi mà sinh." "Em muốn sinh mà, nhưng vạn nhất không được." Lâu Doanh bĩu môi nói, "Chị đừng nhỏ nhen thế, dù sao chị cũng nhiều con như vậy." thiếu một đứa có sao đâu. Em muốn bé ba, nếu chị không nỡ thì sinh thêm một đứa cho em đi. Trung quy bụng chị năng suất cao thế cơ mà, một năm hai đứa liền. Tô Yên, em muốn bé ba thì đi hỏi anh rể em đi. Cho dù Lục Cận Phong đồng ý thì Tô Yên cũng không đồng ý. Chị đang bảo em đâm đầu vào chỗ chết đấy à? Lục Cận Phong lại chịu chắc. Muốn bị ăn đập hả? Chúc mừng em, cuối cùng cũng ý thức được mình chán sống rồi. Tô Yên nói, hơn nữa còn đang mon men lại gần chỗ chết. Lục Cận Phong ngoài miệng thì nói là muốn con gái, khi đó kết quả ngược lại, con gái biến thành con trai, đừng nhìn Lục Cận Phong ngoài mặt không vui, thật ra trong lòng vô cùng yêu thương bé ba và bé tư. Bình thường hai đứa bé mà sứt mẻ chút gì là anh có thể đau lòng suốt nửa ngày. Mặc dù Hạ Phi và Hạ Vũ mặc là hai đứa đầu tiên, nhưng hai người đều không tham gia vào quá trình trưởng thành của hai đứa trẻ bé ba và bé tư không chỉ chứa đựng tình cảm và kết tinh tình yêu của hai người mà còn là nỗi tiếc nuối với hạ phi và hạ vũ mặc lâu doanh trợn trắng mắt đưa mắt nhìn sang bạch phi minh từ nãy đến giờ không nói gì phi minh hay là tối nay mình với cậu cùng nhau trộm một đứa đi nhé bạch phi minh từ chối mình không có hứng thú nuôi trẻ con cậu có còn là phụ nữ không đấy lâu doanh nói đáng yêu mà nhìn hai anh em nó kìa yêu thương nhau biết bao còn chưa nói xong bé ba và bé tư đã bắt đầu đánh nhau, bé tư đột nhiên cắn mông bé ba một cái, bé ba quay đầu túm tay bé tư không buông tay, nhất thời cả hai đứa trẻ đều khóc long trời lở đất. Lâu doanh, hơi bị vả mặt, bé ba, bé tư, tô yên vội tách hai đứa trẻ ra, đưa một đứa cho lâu doanh dỗ. Hoa, wow, hoa, wow, tiếng khóc vang vọng trời cao. Lâu doanh cảm giác tai mình sắp biết đến nơi. Thôi, thôi, em không thích hợp chăm trẻ con đâu hai đứa trẻ đều thuộc dạng rất dễ dỗ mấy phút sau đã ngừng khóc bạch phi minh nói tôi xuống dưới nhà uống nước em đi vệ sinh lâu doanh muốn trả con cho tô yên nhưng tô yên vẫn đang bế bé tư lâu doanh bèn đưa đứa trẻ cho an hinh ở bên cạnh cô bế một lúc đi an hinh luống cuống tay chân đối với sinh vật là trẻ con bây giờ cô hơi sợ cảm xúc lẫn lộn lâu doanh giao đứa trẻ cho an hinh xong bèn quay đi Tô Yên thấy vẻ mặt của An Hinh liền đặt bé tư xuống, đi tới, đưa cho mình đi. An Hinh gật đầu, cô thật sự không biết bế trẻ con. Lệ Uyển và bảo mẫu nghe thấy tiếng khóc liền đi lên, Tô Yên bèn giao lũ trẻ cho họ. "Hinh Hinh, hay cậu đi nghỉ ngơi sớm đi, mình đưa cậu về phòng nhé." An Hinh gật đầu, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tô Yên đưa An Hinh đến phòng khách, lúc này, điện thoại cô chợt đổ chuông, người gọi đến là Lục Cận Phong lục cận phong mang đến kết quả xét nghiệm tô yên đi đến cạnh cửa sổ hỏi kết quả thế nào lục cận phong nói giống như em đoán quả nhiên là thế tô yên không có gì bất ngờ lại thấy đau lòng vì an hinh vừa mới dứt lời trong điện thoại bỗng truyền đến một trận ồn ào sao vậy an minh đến phòng bệnh của lý văn rồi anh cúp máy trước đây an minh đến gây phiền phức thật có thể đợi đến lúc này mới đến cũng coi như đã nhẫn nhịn lắm rồi cúp máy, an hình thấy sắc mặt tô yên kỳ lạ, hỏi tô yên, xảy ra chuyện gì à? không có gì, hình hình, cậu nghỉ ngơi đi, ngủ ngon một giấc, không cần nghĩ gì cả. tô yên không yên tâm, nói tối nay mình ngủ với cậu nhé. còn về kết quả xét nghiệm, tô yên định đợi đến ngày mai mới nói cho an hình. an hình trông rất mệt mỏi, cứ để cô ngủ một giấc đã. nếu an hình biết chuyện, e là cô sẽ mất ngủ, thậm chí tan vỡ. An Minh là con ruột của An Chí Thanh, mà An Chí Thanh lại mặc kệ chuyện An Minh bắt nạt An Hinh, giả mù giả điếc, thế thì chỉ có một khả năng, đó là An Hinh không phải con gái của An Chí Thanh. chương 562, Lục Cận Phong tỏ vẻ, anh không muốn lo chuyện bao đồng. Tô Yên ở bên này vỗ về được An Hinh, bên kia bệnh viện lại ẩm ý hết cả lên. Lý Mộc Sinh chặn An Minh ngoài cửa, đối mặt với An Minh lại đến khiêu khích, tức không thể chịu nổi, thằng danh con, lúc ông đây ra ngoài lăn lộn, mi còn không biết đang ở đâu. Nể mặt an hinh, nhà họ Lý chúng ta không truy cứu đến cùng, vậy mà mi còn dám được nước lấn tới, tưởng nhà họ Lý này ăn chay à. Ông đây có thể cho mi ra ngoài, cũng có thể tống mi vào lại. Lưu Tuyết Lam cũng hết sức tức giận, nhà họ ăn các người cũng vô lý quá rồi đấy. An Minh, cậu có bản lĩnh thì thử động vào con trai tôi lần nữa xem. Hai vợ chồng là người rất có chừng mực, nhưng lúc này lại bị An Minh làm cho giận đến mức không thể chịu nổi. Hai mắt An Minh đỏ rực, ánh mắt toát lên sự tàn bạo, An Hinh ở đâu, giao người ra đây. An Minh cũng đang bị thương do bị đánh lúc ở trong đó, Tô Yên đã cố ý dặn dò. Sở dĩ An Minh đến tìm An Hinh là vì An Chí Thanh lỡ miệng khiến anh ta biết chuyện An Hinh mang thai, thế nên mới phát điên mà đến tìm người. Lưu Tuyết làm bực mình nói, An Hinh ở đâu sao chúng tôi biết được. Lý Văn ở trong phòng bệnh nghe được động tính, mở miệng gọi, mẹ, có phải là Hinh Hinh xảy ra chuyện gì rồi không? An Hinh, Lưu Tuyết Lam sợ Lý Văn lo lắng cho An Hinh, không chịu dưỡng thương, đang định tìm cớ, An Minh lại cắt ngang lời của Lưu Tuyết Lam, nói tôi không liên lạc được với An Hinh, nhất định là nhà họ Lý các người đã giấu cô ấy đi rồi, An Hinh đang mang. Còn chưa nói xong, Lục Cận Phong đã chạy đến, trực tiếp dùng một tay bịt miệng anh ta lại, chúng ta ra ngoài nói chuyện lục cận phong căn bản không cho an minh cơ hội phản kháng thẳng thừng lôi anh ta ra ngoài trên bãi cỏ không người an minh vẫn như một con mèo được đang sù lông lục cận phong đây là chuyện của tôi với nhà họ lý anh là người ngoài không đến lượt anh quản đâu cậu tưởng ông đây muốn quản chắc lục cận phong liếc nhìn an minh bằng ánh mắt nghiêm nghị nếu không phải cậu gây sự thì bây giờ tôi đang ở nhà ôm vợ ôm con rồi chẳng sướng hơn đứng ở đây à đối với lục cận phong trong lòng An Minh vẫn có chút kiêng kỵ. Anh ta kéo giãn khoảng cách với Lục Cận Phong, đây là chuyện của hai nhà An và Lý. Cậu đang làm mất sạch mặt mũi của đàn ông chúng ta, dùng sức mạnh với một người phụ nữ là chuyện vẻ vang lắm à? Lục Cận Phong xa sầm mặt mày, răn dậy, cậu phá hủy sự trong sạch của An Hinh, lại còn định nói ra chuyện cô ấy đã mang thai ngay trước mặt bao người, cậu căn bản không phải là đàn ông. Cậu và cô ấy bề ngoài vẫn là anh em, nếu lúc nãy cậu nói ra mọi chuyện, thế thì chính là ép An Hinh đi vào chỗ chết. Lục Cận Phong hiểu rất rõ, đây là chuyện nhà người khác, anh quả thật không nên xen vào, nhưng Tô Yên đã dặn dò anh, anh đành phải quản thôi. Lời nói của Lục Cận Phong khiến An Minh giật mình tỉnh ngộ, tôi không hề. Anh ta không muốn ép An Hinh, anh ta chỉ muốn An Hinh hết hy vọng, Lý Văn hết hy vọng, đừng quấn lấy An Hinh nữa. Nếu cậu vẫn còn là đàn ông thì buông tay đi." Lục Cận Phong nói, "Vợ tôi là con gái nuôi nhà họ Lý." cậu động vào nhà họ lý thì vợ tôi sẽ không vui vợ tôi không vui thì tôi sẽ không vui mà tôi không vui thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng an minh anh ta cũng không muốn động vào lục cận phong chỉ cần anh thuyết phục nhà họ lý để lý văn đừng quấn lấy an hinh nữa tôi đương nhiên sẽ không đến gây chuyện nữa nếu lý văn không biết điều động vào người phụ nữ của tôi thế thì đừng có trách tôi lục cận phong liếc an minh một cái vẻ mặt lạnh nhạt cho cậu hai lựa chọn rời khỏi đế đô hoặc vào tù lần nữa. Chọn đi. An Minh sững sờ, điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Lục Cận Phong, đây là thứ nhà họ An nợ tôi, anh thì biết cái gì. Lục Cận Phong trực tiếp ném cho An Minh một tờ xét nghiệm huyết thống, nhìn cho kỹ đi, là nhà họ An các người nợ An Hinh. An Minh nhìn kết quả, hoàn toàn sững sờ. Sao có thể, sao có thể, sao tôi có thể là con trai của An Chí Thanh được? cái này thì cậu phải đi hỏi an trí thanh rồi lục cận phong nói bây giờ an hinh vẫn chưa biết chuyện này nếu cô ấy biết hậu quả sẽ thế nào không cần tôi nói nữa lục cận phong nói đến đó là dừng an minh cầm tờ xét nghiệm huyết thống lập tức chạy đi tìm an trí thanh anh ta không thể chấp nhận sự thật này nếu anh ta là con trai của an trí thanh thế thì an hinh là ai những năm qua anh ta ngấm ngầm chịu đựng đè nén tình yêu tất cả đều trở thành trò cười anh ta bị người ta bỏ thuốc, ham muốn an hinh, hai bên ẩm ý đến nông nỗi này, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Khoảnh khắc nhìn thấy kết quả xét nghiệm huyết thống, an minh vừa hối hận vừa sợ hãi. Hối hận giây phút kích động ngày hôm ấy, khiến tất cả đều không thể cứu vãn được nữa. Anh ta sợ đây là sự thật. Thế thì sự cam hận sinh sôi trong đáy lòng anh ta cùng với những lời nói ác độc nhắm vào An Hinh đều trở thành cái gì đây? An Minh lạnh lùng đẩy cửa phòng bệnh của An Chí Thanh ra, anh ta đứng sững ở cửa, nhìn chằm chằm An Chí Thanh bằng ánh mắt âm u rét lạnh, khiến An Chí Thanh sợ hãi. Con trai, sao vậy? Một tiếng con trai ấy hết sức chói tai, sợi dây cung cuối cùng trong lòng An Minh lập tức đứt phượt. Sa Thành nghĩ đến bãi cỏ bên dưới tìm Lục Cận Phong, xử lý xong chưa? Xong rồi, Lục Cận Phong hiếm khi thở dài một hơi, tột cùng của yêu chính là hận. Sa Thành Nghị cố ý xuyên tạc, tôi cảm thấy mình nhất định phải giao lưu với Tô Yên về câu nói này mới được. Hoa hồng nửa năm sau của cậu không còn nữa rồi. Ác độc, trực tiếp trừ tiền. Cậu có thể ác hơn nữa không? Thế thì năm sau cũng. Tôi đùa thôi, Sa Thành Nghị ném cho Lục Cận Phong một viên đá, chính là Sapphire, thứ cậu cần, hạ vũ bảo người mang về đấy. Vừa hay cậu bảo người ta làm thành nhẫn để kết hôn với Tô Yên đi. Lục Cận Phong liếc nhìn, viên đá không tồi. Hôn lễ của cậu với Tô Yên rốt cuộc bao giờ mới tổ chức vậy? Tết Dương lịch. Lục Cận Phong đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, đây là kế hoạch mới của anh, thế nên vẫn giấu Tô Yên. Tô Yên có thể không cần hôn lễ, nhưng thân là đàn ông, anh không thể không cho. Chương 563: Giết chó. Lục Cận Phong định mang đến cho Tô Yên một niềm vui bất ngờ. Sa Thành Nghị hâm mộ muốn chết cậu định lừa một đám chó đóng cửa lại rác cơm chó rồi giết chó đấy à lục cận phong nhếch đôi môi mỏng ung dung thưởng thức viên saphir trong tay bây giờ chỉ có cậu vẫn là chó thôi chó độc thân sa thành nghị xua tay không đùa nữa sáng mai tôi sẽ bay về đảo bên này cũng không còn việc gì của tôi nữa khi nào cậu tổ chức đám cưới thì tôi sẽ đến tham gia không đùa được nữa thì có lục cận phong nhếch mép cậu có thể cân nhắc lời yên yên đã nói con người bạch phi minh cũng không tệ nước phù sa không chảy ruộng ngoài nghe đến đây bước chân của sa thành nghỉ càng nhanh hơn lục cận phong bật cười từ khi ở bên tô yên anh càng ngày càng cười nhiều hơn bệnh viện cũng không còn việc gì của anh nữa để vệ long và vệ hải ở lại trông chừng lục cận phong cũng trở về nhà để đề phòng nhà họ an lại đến quấy giày lý văn nghỉ ngơi lý Mộc sinh cũng tìm vệ sĩ đến canh cửa đêm khuya nhà họ lục An Hinh không ngủ được, cô nhìn sang Tô Yên ở bên cạnh. Tô Yên đã ngủ rồi, cô có một dự cảm không tốt, trước đó Tô Yên nhận cuộc điện thoại kia chắc chắn là có liên quan đến cô. An Minh đi ra rồi, chưa biết chừng sẽ đến bệnh viện gây phiền phức cho nhà họ Lý. Nghĩ đến đây, An Hinh mặc áo khoác, lặng lẽ rời đi. An Hinh vừa đi thì Lục Cận Phong về đến nhà. Trời đổ mưa giả dích, cả căn nhà đã tắt đèn, Lục Cận Phong không quấy rầy những người khác, anh trở về phòng ngủ, Thấy trên giường trống rỗng, thở dài một hơi. Vốn muốn về nhà ôm vợ mà ngủ, giường chiếu lại lạnh như băng, hỏi người giúp việc mới biết là Tô Yên đã đến phòng khách ngủ với An Hinh rồi, lục cận phòng cũng chỉ có thể đến phòng trẻ sơ sinh ôm con mà ngủ. Trong bệnh viện, phòng bệnh của An Chí Thanh yên tĩnh một cách đáng sợ, An Minh ngồi trên ghế sofa hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, trong gạt tàn đã chất đầy đầu lọc thuốc lá. An Chí Thanh ngây người không dám hé răng, vẻ mặt đầy lo lắng. An Minh hút đến điếu cuối cùng, tay đã bắt đầu run, tơ máu trong mắt vô cùng đáng sợ. Con trai à, An Chí Thanh không nhịn được gọi một tiếng. An Minh ngẩng phát đầu lên, giống như công tắc bị chạm vào, thoáng cái nổ tung, tôi không phải con của ông, đừng gọi tôi như vậy, tôi thà là con của một thằng ăn mày cũng không muốn làm con của An Chí Thanh ông. Tiểu Minh, An Chí Thanh đau lòng nói, cha cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Con với hình hình bình thường suốt ngày cãi nhau, Hai đứa chán ghét đối phương, cha nào biết con sẽ phải lòng hinh hinh chứ, đúng là tạo nghiệp mà. An Minh nổi trận lôi đình, "Đúng, chính ông là kẻ tạo nghiệp, tại sao ông lại gạt tôi? Chỉ vì ông, tôi cảm thấy bản thân bây giờ giống như một trò cười. Chính tay ông đã chôn vùi tôi và hinh hinh, bây giờ cô ấy hận tôi muốn chết, ông hài lòng chưa?" Trong lòng An Minh vô cùng đau đớn, anh ta là người không muốn nhìn thấy kết quả này nhất anh ta thà rằng An Hinh vẫn là công chúa của nhà họ An, ngây thơ rực rỡ. Nhưng bây giờ anh ta đã hủy hoại cô, anh ta vẫn luôn dùng lòng thù hận để đối xử với An Hinh, cho dù anh ta làm chuyện tội ác tài trời với cô, anh ta vẫn có thể dùng thù hận để gây mê chính mình. Nhưng bây giờ thì sao? Từ đầu đến cuối, An Hinh đều là người vô tội. Nhưng anh ta đã kéo An Hinh sạch sẽ và thuần khiết ấy xuống địa ngục rồi. An Chí Thanh giàn ruộng nước mắt, tiểu minh à, đều là lỗi của cha. Năm đó lúc mẹ Hinh Hinh qua đời, trước khi đi đã gửi gắm Hinh Hinh cho cha. Cha sợ Hinh Hinh tuổi thân, cũng để đền bù cho sự ái náy đối với mẹ Hinh Hinh, thế nên mới nói với bên ngoài rằng Hinh Hinh là con gái ruột của cha. Thì ra, mẹ của An Hinh chính là mối tình đầu của An Chí Thanh. Vì tiền đồ, An Chí Thanh đã cưới người khác, cũng chính là mẹ của An Minh. Đàn ông luôn nhớ mãi không quên mối tình đầu của mình. Một ngày nọ An Chí Thanh gặp lại mẹ của An Hinh, bèn muốn nối lại duyên phận trước kia. Mẹ của An Hinh biết An Chí Thanh đã có gia đình thì tránh thật xa, sau đó nhanh chóng kết hôn với người khác. An Chí Thanh vô cùng tức giận, trong năm ấy liên tục quấn lấy mẹ của An Hinh, cũng ẩm ý đến mức vợ chồng bất hòa. Có một lần, An Chí Thanh uống say lại đi tìm mẹ của An Hinh. Bố của An Hinh là một người thành thật dễ mềm lòng, hai vợ chồng sợ An Chí Thanh uống say không an toàn, bèn lái xe đưa an trí thanh về trên đường về thì xảy ra tai nạn xe cộ bố của an hinh chết ngay tại chỗ mẹ của an hinh cấp cứu không được sau đó cũng ra đi an trí thanh ngồi ở ghế sau giữ được cái mạng sau khi nhận nuôi an hinh an trí thanh thấy ái náy thế nên bèn nói với bên ngoài rằng an hinh là con gái của mình những năm qua an hinh cần gì ông ta sẽ cho nấy rất thương chiều cô nhưng sau này an trí thanh mới biết tai nạn xe khi đó là do con người gây ra Mẹ của An Minh vì báo thù mẹ của An Hinh mà động tay vào xe, phanh xe mất tác dụng, thế nên mới dẫn đến bi kịch. Mẹ của An Minh vì chuyện này mà phát điên, trở thành kẻ điên điên dại dại, An Chí Thanh ghi hận trong lòng, dứt khoát đưa bà ta vào viện tâm thần. Thoát một cái đã hai mươi mấy năm, ông ta cũng đã quên mất là có một người như vậy. Sở dĩ An Minh ôm lòng thù hận là vì có người đã đưa anh ta đến gặp bà ta, nhưng mà mãi đến tận bây giờ anh ta mới biết, người điên đó chính là mẹ của mình. An Minh không thể tin nổi, người điên đó sao có thể là mẹ của tôi, bà ta nói với tôi rằng tôi là con của cặp vợ chồng đó, còn ông chính là kẻ đầu sỏ, chính ông đã hại chết bố mẹ của tôi. An Chí Thanh nói, mẹ con điên rồi, bị ảnh hưởng từ chuyện năm đó, bà ta điên điên dại dại, nói năng lộn xộn, sao con có thể tin lời bà ta nói được. Là ai đã đưa con đến gặp bà điên đó? An Minh loạn choạng mấy bước. Bây giờ ai là kẻ đưa anh ta đi đã không còn quan trọng nữa. Thế tại sao ông lại nói với bên ngoài rằng tôi là con riêng của ông? Tất cả những chuyện này không phải vẫn do ông gây ra sao? Con với Hinh Hinh không phải cùng một mẹ sinh ra, cha có lỗi với mẹ của Hinh Hinh, đã hứa là sẽ chăm sóc con bé, cha không thể để Hinh Hinh bị người ta chỉ trích, chế giễu nó là con riêng. Cha cũng không thể nói con là con của kẻ điên kia, chỉ đành nói con là con riêng. Dù sao con vẫn là con trai của An Chí Thanh này, tất cả mọi thứ của nhà họ An vẫn là của con đúng là hoang đường. An Minh đột nhiên cười như điên, kết quả là, tôi bị chính cha mẹ ruột của mình đùa bỡn. Ông lừa tôi, người điên kia cũng lừa tôi. Bây giờ thành ra thế này các người đã hài lòng chưa? Các người bảo tôi phải đối mặt với hình hình thế nào đây, hả? An Minh cười ra nước mắt, anh ta vốn có một cuộc đời rất tốt đẹp, nhưng lại bị chính cha mẹ mình biến thành một bi kịch. An Chí Thanh đau khổ nói, Tiểu Minh, cha cũng hối hận mà, cha không ngờ con lại yêu hình hình, không ngờ bà điên đó lại nói với con những lời vớ vẩn như vậy. Các người đúng là ma quỷ. An Minh đứng dậy, anh ta kéo cửa định sông ra ngoài, nhưng khoảnh khắc cửa mở ra lại chết sững. Người đang đứng ngoài cửa chính là An Hinh. An Hinh đã khóc cả nước mắt, đôi mắt kia lạnh như sắt đá, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hinh Hinh, An Minh run giọng gọi tên cô, giọng của anh ta bé nhỏ như hạt bụi, sợ khiến cô giật mình. An Trí Thanh nhìn thấy An Hinh sắc mặt cũng thay đổi kịch liệt, ông ta biết, tất cả đã kết thúc rồi. Hình hình, An Minh đưa tay ra muốn kéo An Hinh. Đừng động vào tôi, An Hinh lùi về sau một bước, nhìn An Minh và An Chí Thanh bằng đôi mắt căm hận, sau đó quay người chạy đi. Hình hình, An Minh đuổi theo. chương 564, gài bẫy cha vợ một phen. Trời đang mưa to, An Hinh lao vào trong mưa, An Minh đuổi theo ra ngoài. Hình hình, hình hình, An Minh nắm lấy cổ tay An Hinh, An Hinh giơ tay kia lên, không chút nghĩ ngợi lập tức đánh xuống. Cái tát thật kêu. An Minh nhận lấy cái tát này, An Hinh lạnh lùng nhìn An Minh, ánh mắt đầy sự hận thù, cô ấy tát mấy cái, An Minh vẫn không hề ngăn lại, để mặc An Hinh tát mình. An Hinh càng đánh càng thấy sướng. An Minh nhìn An Hinh, quai hàm anh ta run rẩy, chỉ cần có thể chút giận, dù em có cầm dao đâm anh cũng được. Tôi hận anh, tôi hận nhà họ An trái tim an hinh tan nát những lời nói đó đã hoàn toàn nghiền nát cô tại sao anh lại làm như vậy với tôi an hinh đau đớn rên rỉ anh biết anh biết trong lòng em rất căm hận hình hình thực sự xin lỗi anh không cố ý hại em vì anh yêu em sợ em sẽ rời xa anh cho nên mới làm ra chuyện tổn thương em chúng ta rời khỏi đây đi đến một nơi không ai biết chúng ta là ai gia đình ba người chúng ta sẽ sống tốt và quên tất cả những chuyện này an minh xúc động ôm lấy an hinh An Hinh giấy rụa gầm lên, buông tôi ra, tôi không đi với anh, trong mắt tôi, mẹ anh là sát nhân, An Chí Thanh là đồng lõa, anh là tên tội phạm cướng hiếp phụ nữ, tôi hận anh, tôi không nhìn thấy anh nữa. An Hinh đẩy An Minh ra, đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên An Chí Thanh. Hinh Hinh, anh mọc An Minh hiện lên vẻ âm trầm và thống khổ, anh ta biết lần này nếu như không cứu vãn được mọi chuyện thì sẽ thật sự chấm dứt. Đêm đó là lỗi của anh, anh bị chúng bạn lửa uống phải thứ gì đó trong rượu, anh thừa nhận mình có dùng thuốc kích thích tăng hưng phấn, nhưng anh thật sự yêu em, vì em, anh có thể từ bỏ cả tính mạng mình, hinh hinh, em tin anh đi, bao nhiêu năm qua, anh đã chống lại em vì anh muốn quên và đẩy em ra xa, nhưng càng đẩy em ra, anh càng đau đớn khi nhìn thấy bạn và lệ huyền bên nhau, anh rất ghen tị, rất căm ghét. Đừng nói nữa, An Hinh bịt tai, nước mắt lưng chồng nhìn An Minh, anh làm tôi phát ốm, đừng bám theo tôi nữa, nếu không, tôi sẽ khiến anh phải hối hận cả đời. An Hinh lùi lại từng bước rồi chạy đi. An Minh không dám đuổi theo nữa, trên đường có rất nhiều xe chạy qua, anh sợ An Hinh xảy ra chuyện. An Minh nhìn bóng lưng An Hinh rời đi, rồi hai chân anh ta khuỵu xuống, quỳ dưới mưa, hai tay trống trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, toàn thân co quắp rồi ngã xuống đất. Sau cơn mưa lại là một ngày nắng. Tô Yên tỉnh dậy và thấy xung quanh không có ai, An Hinh cũng không có ở đó. Cô đi dép lê ra ngoài tìm người. Mẹ, mẹ có thấy Hinh Hinh không? Lệ Huyền sáng sớm dậy nấu cháo cho bọn nhỏ. Vốn dĩ bảo mẫu có thể làm những việc này, nhưng Lệ Huyền kiên quyết muốn tự mình làm. Mẹ không thấy, không phải con bé ở cùng phòng với con sao? Lúc tỉnh dậy, con đã không thấy có ai cả. Để con gọi điện thoại kiểm tra. Tô Yên gọi điện thoại, nhưng không liên lạc được, điện thoại đã tắt. Có vẻ như người đã rời đi rồi. Tô Yên dựa vào lan can, đang muốn gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi chuyện, khi cô vừa ngước mắt lên, suýt chút nữa lại rất nước miếng. Cô nhìn thấy thấy, Lục Cận Phong đang cởi trần, ở tầng dưới. Đang tập thái cực quyền. Thân hình anh vạm vỡ, ngực nở eo thon, có thể khiến người ta chảy nước miếng. Đột nhiên cô hiểu được hạnh phúc của lâu doanh. Mấy cậu trai non trượt làm gì hấp dẫn thế này, đây mới là tốt nhất. Cơ bắp vừa phải, toát ra khí chất cường tráng, ngũ quan có chiều sâu, sợi tóc mảnh trên trán bị gió thổi tung, lục cận phong đứng đó, tắm mình dưới ánh nắng ban mai, trông anh vô cùng quyến rũ. Tô Yên không nhịn được mà huyết sáo, anh yêu, dáng người của anh rất đẹp. Lục cận phong ngẩng đầu nhìn thấy Tô Yên, anh lập tức mỉm cười rạng rỡ chào buổi sáng, bà xã. Lục Cận Phong sẽ không nói với Tô Yên rằng anh ấy chọn nơi này để tập thái cực quyền, chỉ để Tô Yên xem. Nhân tiện còn khoe chút vóc dáng của cơ thể anh thấy dạo này vợ ít để ý đến mình nên nghĩ ra chiêu này. Vạn nhất gần đây đang tập thể dục, có vẻ như những phụ nữ gần 30 tuổi đều thích những người đàn ông trưởng thành và hấp dẫn, cho nên anh ta phải thể hiện. Tần Trấn Lâm chạy một vòng trong sân và trở lại, lau mồ hôi trên trán. hai người đừng khoe khoang nữa, dáng người này thì lấy gì làm tự hào chứ, năm đó dáng người của cha so với thế này còn tốt hơn nhiều, thế mà cha còn chưa đắc ý như con thời buổi bây giờ có ai tập thái cực quyền còn cởi áo ra chứ, mau mặc vào đi. Tô Yên ở ban công tầng trên thấy thế thì cười tủm tỉm đồng chí tần cha ghen tị à, cha cũng sắp 60 rồi, ghen tị cũng vô dụng. Lục Cận Phong chậm rãi mặc quần áo vào, nói cha có biết tại sao mẹ vợ con luôn lạnh lùng với cha không? Tần Trấn Lâm nhướng mắt, có hứng thú, vì sao? Lục Cận Phong liếc nhìn Tần Trấn Lâm từ trên xuống dưới một lượt, Khẽ nói chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe thấy bởi vì nhỏ quá đó ạ. À. Tần Trấn Lâm nghi hoặc cha cũng đã từng này tuổi, mẹ vợ con cũng cùng tuổi, lẽ nào còn để ý cái đó. Không tin, buổi tối cha thử xem đi. Lục Cận Phong như hai huynh đệ ôm lấy Tần Trấn Lâm, nói con đã mua tòa nhà bên cạnh tặng cho cha và mẹ vợ. Hai người có thể chuyển đến bất cứ lúc nào, sống trong thế giới riêng tư của hai người. Tần Trấn Lâm nghe tới chỗ thế giới riêng tư của hai người, không khỏi có chút xúc động kể từ khi tần trấn lâm tái hợp với lệ uyển thương quan ân luôn ở bên cạnh bà ấy hơn nữa tô đình nghiêm cũng quanh quẩn không buông thực sự không có không gian riêng cho hai người họ tần trấn lâm đau lòng nói cái thằng thương quan ân cứ như âm hồn bất tán mẹ vợ con khả năng sẽ không đồng ý cùng cha dọn đến ở bên cạnh đâu dễ xử lý thôi cha cứ giao mẹ vợ lại cho yên yên chắc chắn không thành vấn đề lục cận phong nói về phần thương quan ân con sẽ tìm lý do đuổi anh ta đi như vậy chẳng phải cha và mẹ vợ có thể sống trong thế giới chỉ còn hai người sao? Cha thấy được đó, Tần Chấn Lâm lâm le, sốt ruột không thể chờ đợi, con mua căn nhà bên cạnh hết bao nhiêu? Con là con rể của cha, cha không thể lợi dụng con, cứ ra giá tùy thích. Tần Chấn Lâm nói năng rất khách sáo, nhưng lòng lại nghĩ có con rể nhà nào lại đi đòi tiền bố vợ. Nhưng khi hình như ngoại trừ Lục Cận Phong, Tần Chấn Lâm vừa dứt lời, Lục Cận Phong liền nói, không nhiều lắm có 150 triệu thôi ạ, à. nếu như cha khách sáo như vậy, vậy con cũng không vòng vo nữa, chuyển khoản nhé cha. Tần Trấn Lâm, cầu thả rồi. Tần Trấn Lâm tự hỏi liệu có phải Lục Cận Phong biết ông ta có bao nhiêu tiền để dành không, nếu không thì tại sao không nhiều không ít, nói ra chính xác con số 150 triệu vậy. Khi đó ông ta có một số tiền, tôi yên không muốn lấy, ông ta mới đưa nó cho Tần Nhã Hân, Tần Nhã Hân không biết cách quản lý địa sát, vì vậy ông ta đã giao cho Chu An quản lý, và số tiền đó gần như đã bị tiêu hết trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi Tần Trấn Lâm giải tán địa sát, ông ta còn lại trong người đúng 150 triệu. Con rể, cha cảm thấy chúng ta đều là người một nhà, số tiền này. Mẹ, bữa sáng hôm nay mẹ ăn gì? Lục cận phong giả vờ như không nghe thấy, vừa đi vào phòng vừa làm bộ lau lau mồ hôi. Lệ huyền cười nói, cháo tôm, sủi cảo, bánh bao. Lục Cận Phong không nhìn bà ấy nữa, Tần Trấn Lâm không đưa tiền cũng phải đưa, mấu chốt là 150 triệu thì ông ta và vợ mới có thể sống ở thế giới của hai người. Sau khi tập thể dục buổi sáng xong không tránh khỏi đổ mồ hôi đầy người, Lục Cận Phong trở lại phòng và tắm trước, nói với Tô Yên, em yêu, lát nữa chúng ta sẽ nhận được 150 triệu, cha vợ chuyển tiền, em hãy chú ý kiểm tra giao dịch nhé. Sao đồng chí Tần đột nhiên cho anh nhiều tiền như vậy? Tô Yên kinh ngạc, vừa rồi cô chỉ thấy hai người nói chuyện dưới tầng, lại không biết bọn họ đang nói cái gì. Anh đã bán căn nhà bên cạnh cho cha em. Căn nhà kia không phải chỉ có 130 triệu thôi sao? Tô Yên chợt ý thức được, không nhịn được cười nói chồng, anh còn lừa tiền của cha em, quả nhiên là dân làm ăn mà. chương 565, làm cái ở trên đấy. Đi con đường dài nhất chính là thói quen của Lục Cận Phong. Tô Yên đã có sự hiểu biết sâu sắc về điều này chút khoảng tiền riêng của Tần Trấn Lâm đó chẳng phải đã bị Lục Cận Phong moi ra dễ dàng sao. Tần Trấn Lâm vẫn muốn sống trong thế giới hai người, chỉ có Tô Yên nhìn thấu Lục Cận Phong, Lục Cận Phong chính là muốn sống trong thế giới hai người với cô. Tô Yên không thể liên lạc được với An Hinh, vì vậy cô định ăn sáng xong sẽ đến bệnh viện xem sao. Tô Yên tắm rửa xong thì cùng với Lục Cận Phong đi xuống lầu, vừa mới ngồi vào bàn ăn, bưng bát cháo tôm lên thì Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đã tới. Lâu doanh ngồi xuống, đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa kịp ăn sáng. Mới sáng sớm em lái xe hơn 20 km chỉ để ăn trực buổi sáng thôi sao? Có cần phải vậy không? Tô Yên múc cháo tôm để đút bé ba, cô và Lục Cận Phong mỗi người đút một đứa, Lục Cận Phong phụ trách bé tư. Hai đứa trẻ ngồi trên ghế trẻ em, không từ chối thức ăn, ăn rất ngon miệng. Lâu doanh cười với Lệ Huyền, bữa sáng của dì Lệ làm là ngon nhất, đừng nói là 20 km, cho dù có 200 km còn cũng đi nữa. Lệ huyền nghe vậy liền vui sướng hớn hở, lâu doanh, ăn nhiều vào đi, trông cháu đã gầy đi rồi, phi minh, cháu cũng ăn nhiều lên đi. Bạch phi minh lễ phép nói, cảm ơn. Lâu doanh rất biết cách dỗ dành lệ huyền, cười nói, gì lệ, đồ ăn của gì có mùi vị của mẹ. Từ nay về sau, chỉ cần có thời gian, ngày nào cháu cũng sẽ đến ăn trực. Lý huyền cười đến mức không ngậm miệng lại được, vậy thì tốt hay là cháu chuyển đến đây ở với dì lệ đi dì lệ sẽ nấu đồ ăn ngon cho cháu ăn mỗi ngày lâu doanh vậy được ạ à? tần trấn lâm không được nếu lâu doanh đi theo lệ uyển chẳng phải thế giới hai người của bọn họ sẽ vỡ tan sao mọi người đồng loạt nhìn về phía tần trấn lâm tần trấn lâm cười và nói tiểu uyển ý tôi là lâu doanh và bạch phi minh là một cặp tụi nó luôn đi cùng nhau bà như vậy không phải là đang chia rẽ người ta sao không thích hợp đâu nghe vậy tôi yên không thể nhịn nổi liền phụt cười đồng chí tần cha nói như vậy vạn nhất làm sao có thể chịu nổi khi lâu doanh và bạch phi minh đứng cùng nhau cảm giác couple của bọn họ mạnh hơn cả lâu doanh và vạn nhất nữa tần trấn lâm cũng là người lăn lộn trong giới bạch phi minh và lâu doanh như hình với bóng thậm chí còn có tin đồn trên phố rằng hai người là một cặp bây giờ bạch phi minh lại đang mặc trang phục nam giới cảm giác couple lai like càng mạnh mẽ hơn còn về phần chính chính thất vạn nhất, thật sự có thể lờ đi không quan tâm tới. Lâu Doanh đi đến đâu chắc chắn cũng sẽ dẫn theo Bạch Phi Minh, nhưng vạn nhất thì không chắc. Ví dụ như bây giờ, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đến ăn trực, thậm chí còn không thấy bóng dáng của Vạn Nhất đâu cả. Vừa dứt lời, trong sân truyền đến tiếng tắt máy xe, lập tức Vạn Nhất vội vàng mau chóng chạy vào, "Xin lỗi, xin lỗi, đến muộn rồi, vợ à, sao em dậy rồi mà lại không gọi anh?" mọi người đều nhìn về phía vạn nhất vạn nhất mặt mày tươi tắn ngồi xuống bên cạnh lâu doanh nhưng một lúc sau khung cảnh chợt thay đổi anh ta lấy phâu ninh độ nói mọi người tiếp tục đi lục cận phong ra lệnh cho người giúp việc thêm một bộ bát đũa nữa tiếp theo đến lượt vạn nhất bắt đầu giải thức ăn cho chó lâu doanh vươn tay với lấy quả trứng vạn nhất đã lấy trước một bước vợ anh bóc trứng cho em tay của em làm gì biết bóc trứng công việc vất vả như vậy cứ giao cho anh tất cả mọi người. Lâu doanh bưng sữa lên để uống. Vạn nhất lại cầm lên trước, vợ, cẩn thận phỏng tay. Tất cả mọi người. Lâu doanh, đây là nhiệt độ bình thường. Tô Yên bế bé, bé ba lên, bé ba phải quay về nuôi ngủ rồi, chị lên lầu rỗ, mọi người cứ ăn đi. Thức ăn cho chó vương vãi trên mặt đất, mọi người còn chưa ăn đã bắt đầu cảm thấy no rồi. Lục cận phong cũng ôm bé tư đứng lên, nói ngắn gọn xúc tích đi dỗ con. Ai lắc lắc hai cái chân, cắn một miếng bánh mì, giọng nói non nớt cất lên, cháu cũng no rồi. Bạch Phi Minh nói, mình cũng no rồi. Tần Trấn Lâm, no rồi. Vừa mới sáng sớm đã ăn hai bát thức ăn cho chó. Vạn nhất nhìn bàn ăn, còn chưa động đũa bao nhiêu, đều đã no hết rồi à. Bé ba, bé tư quả thực đã đến giờ về nuôi ngủ rồi, ăn sáng xong sẽ đi ngủ. Sau khi dỗ hai đứa trẻ ngủ 10 phút, Tôi Yên duỗi tay chân, bé ba càng ngày càng nặng rồi, nghe mẹ nói, đã nặng tới 26 cân rồi, chỉ mới một tuổi thôi, đã thuộc dạng béo phì nghiêm trọng rồi, phải vận động nhiều hơn. Cả hai đứa trẻ đều có sức ăn tốt, còn là dạng khi cho ăn ít là sẽ khóc, tôi Yên chỉ có thể lên kế hoạch bơi lội để hai đứa trẻ vận động nhiều hơn. Béo phì không tốt cho sự trưởng thành của tụi nhỏ. Yên Yên, gần đây anh cũng tăng mấy cân thịt rồi, phải tiến hành vận động tiêu hao mới được. Trong khi nói chuyện, Lục Cận Phong đã lặng lẽ vòng tay qua eo của Tô Yên, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào sau tai Tô Yên. Toàn thân Tô Yên như bị điện giật, tê dại và có hơi ngứa ngáy. Lục Cận Phong, trời còn rất sáng mà. Tập thể dục không phân thời gian, Lục Cận Phong ngậm lấy giái tai của Tô Yên trong miệng, đêm qua anh đã phải ôm con trai rồi ngủ không, dù sao cũng phải bù đắp lại cơ chứ. Cơ thể của Tô Yên run lên, hình ảnh lục cận phong cởi trần phần thân trên tập thái cực quyền xuất hiện trong tâm trí cô, máu huyết cô lập tức sôi lên. Tô Yên xoay người ở trong lòng lục cận phong, cười xinh đẹp, vươn tay đẩy lục cận phong ngã xuống, vậy lần này em ở trên. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 32